Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình thuyết pháp của trưa nay, bây giờ là hơn 10 giờ mấy phút rồi đó nha. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, xin tiếp tục cái chương trình mà hồi sáng này nhân một câu hỏi của một cư dân ở trong làng là lên trên cái hệ thống internet của Google rồi sợ tùm lum, rồi thấy có những cái con số không đúng. Thí dụ như có người có trang web thì nói là cuộc kết tập lần thứ nhất là 100 ngày sau khi Phật nhập Niết Bàn, có chỗ nói 90 ngày, rồi có được chỗ thì nói 4 tháng, nghĩa là nó không có nhất định con số. Thì lấy cái số nào mà đúng? Thì quý vị trình tự, cho nên tôi mới đem cái cuộc kết tập lần thứ nhất theo cái nghiên cứu của tôi và tôi đưa ra. Mà sở dĩ có nói như vậy là tại vì một số giảng sư nổi tiếng ở Việt Nam họ lại gặp vậy, họ nói không có kinh Đại Thừa của cái hệ thống Phật giáo Bắc Tông từ bên Tàu truyền qua, là do các cái ông thầy bên Tàu, ông Tổ Sư đặt. Kinh Di Đà cũng do Tổ Sư người Tàu đặt. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng do Tổ Sư, và Kinh Địa Tạng cũng do Tổ Sư bên Tàu, chứ không có, và Chú Lăng Nghiêm cũng không có. Tôi nhận thấy rất là rõ, cái hệ thống của tôi chỉ là một hạt cát ở trong cái hệ thống Phật giáo ở trên thế giới. Nhưng mà tôi thấy những người nào mà vô làng đó, mà không tu đó, mà quậy đó, dù là cư sĩ hay tu sĩ, dù là những người khai quốc công thần đi nữa, rất có công trạng mà tôi không có thể nào tôi có thể mời họ đi được đó. Mà tự động họ cũng xin từ chức. Quý vị có thấy cái đó không? Quý vị có nhìn rõ cái đó không? Là hộ pháp mà đẩy đi. Những người đó mà họ có quậy đi nữa thì họ chỉ hại niềm tin của vài chục người. Nhưng mà bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà một vị thầy nói, không phải do Phật nói, mà hộ pháp á, mà không bảo vệ bộ kinh đó thì nó thiệt hại tới hàng triệu người trên quả địa cầu này, có đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói thí dụ như bộ kinh A Di Đà là cái bộ kinh tụng hàng ngày đó. Tiểu Bổn hồi xưa là hai cái thời công phu kêu là công phu chiều đó, và Lăng Nghiêm là công phu khuya. Thì bây giờ quý vị thấy bộ kinh Lăng Nghiêm cũng là vào đầu cái tựa đề kinh đó là Như Thị Ngã Văn Tự Nghe như thế này, phải không quý vị? À, một bữa nọ là Đức Phật đi đám dỗ vô Ba Tư Nặc, rồi mới xảy ra cái chuyện là ngài A Nan là đi coi như là nhận biệt thịnh. Cho nên đó, khi mà nói là Như Thiện Ngã Văn là ta nghe như vậy, rồi kinh A Di Đà có nói là Như Thiện Ngã Văn ta nghe như vậy không? Một thở nọ Đức Phật tại kỳ thọ cấp cô độc không? Kinh Địa Tạng ta nghe như vậy, một thở nọ Phật Thích Cung Trời Đâu Lợi, mà ngài A Nan đã tiên sướng như vậy, mà Hòa Thượng tiên quá là một khách tăng, mà ngài không biết cái đó là của kinh giả hay kinh thiện, biết không? Khi qua một tháng tăng ngồi thiền một lần á, là ngoài mấy tháng của xã thiền, tạo cộng đến ngày chết ngày lên cổ trùng đấu sức luôn. Mà cái người như vậy không biết cái Như Thiện Ngã Văn này là thiệt hay là giả. Trong khi cởi thích nghiệp từ thích kim quan, thử quý vị tin, thử quý vị tin ai vậy? Thấy không? Hồi sáng tôi nhận cái này, tôi muốn kéo cái bà đó, tôi đạp cho một đạp, tôi đấm trong đấm, rồi tôi đốt, tôi giảm sanh luôn. Bà nào nói con phụ cho. Mỗi người tập cho một bạc tay. Không phải học. Nhưng mà tôi bây giờ đó, chút nữa tôi có cái lễ là tặng bánh cho cụ Thọ, Thọ nhất đó, trong làng này bên Nam đó, là ông Tệ Nghiệp với thầy Tệ Nhân là đồng Thọ, giống nhau. Còn đó, bên nữ đó là cô Hồng Hoa đó, là 89, thấy không? Nhưng mà nếu là tại vì có cái ông Tết Sịt có qua thì ông này cũng chưa có phải là dân chính thức, còn là dân thử thách. Nhưng mà giờ bữa là ông chính thức đó rồi đó, thì ông là cụ Thọ. Là mấy mươi rồi sư phụ? Hả? Là lớn hơn không? 90? Ông tới 84 rồi. Ôi trời, trẻ quá. Là lớn hơn thầy Tây Nhân. Lớn hơn thầy Tây Nhân chứ không? Ý là bên Nam. Vậy mà ông Thiện Sanh cũng 84 sư phụ? Ông đi 85. Thiện Sanh, ông bạn của chị Trúc Giải á, 84 á. Nhưng mà ông nói tu mới chết ngày rưỡi nha. Nhưng mà tu được 6 tháng rồi mới 9 tuổi được. Ông này mới có bầu mới 9 tháng rưỡi. Thấy không? Ông tính rồi thì 9 ngày rưỡi hả? Dạ. Tu hứa là cho vợ về giảm sanh á, là 6 tháng, là trong 80 ngày, bây giờ mới trả bài được cho Phật có 9 ngày rưỡi.
Hả? Dạ, có thêm bao? Rồi. Ông trả có 9 ngày rưỡi. Thì tự nhiên làm cho đủ 10 ngày cho nó chẳng đi. Nhưng mà ba bữa là coi như chủ của bạn sang thì coi như mang nửa đi. Dạ. Dạ, mang nửa. Tôi thêm 2 ngày rưỡi là 12 ngày rưỡi rồi hả? 12 ngày rưỡi. Tôi biết sao cũng 180 thôi. Dạ, đi tiền tệ mà mất được 30 năm. Mấy ông mua nhà 30 năm thì cái nợ Phật 30 năm, Phật đâu tính tiền lời đâu, phải Phật tính tiền lời chúng ta đáng luôn đó. Tôi mai mốt á, là tôi phải có cái lực mới để là tính tiền lời. Đồng ý không quý vị? Tôi cũng 6 tháng á, mà không có đủ đó thì cứ cộng tiền lời 7.5. Lấy 6 tháng là cho 7.5, 3.5 ra bao nhiêu ngày là phải tôi thêm. Vậy mới phe. Vậy mới phe, dạ đúng rồi. Ông nói miễn sao ông đủ 180 thôi. Đó là chưa có tính tiền lời. Sang năm mới thì bắt đầu tôi cộng tiền lời vô. Ngày xưa tôi phụ tiền lời bao nhiêu % bây giờ hiện giờ là 7.5. Bây giờ 10.5 rồi thầy. Cái bộ nó còn lên nữa chứ tôi phụ. Còn lên. Cái con nó mất tay nó còn lên nữa. Rồi bây giờ đó là kết tập kinh điển lần thứ hai rồi. Có một số người đó họ gọi tôi nãy làm nghe pháp mà nói sao kỳ quá. Cái tuổi thọ của ngài Ca Diếp á, thì trong cái trang web của vị thầy này bỏ lên thì nói là ông là thọ nhất. Ngài Ca Diếp là 150 tuổi. Rồi có người thì để là Bạc Công La là thọ nhất, phải không? Người tuổi thọ lớn nhất là có người thì nói ông Ca Diếp 120 tuổi. Có người nói ông Ca Diếp thì quy y Phật là đạt trên 100 rồi, sao nó lộn xộn. Tôi nói cái vấn đề thế này nè, ở đây á tôi có mấy ngàn đệ tử, nhưng mà chỉ những người đi mua vé máy bay cho tôi đó thì người đó nắm rõ tưởng tôi nhất, đúng không quý vị? Những người mua máy bay thì sau này họ kết tập kinh điển thì họ ra cái số tôi là ngày mấy, ngày bất bớt đê là đúng. Còn những người như là mấy cái ông mà tắp tư mới vô thì tôi đón thầy cỡ bao nhiêu, gặp lúc tôi đang trẻ về đón tôi với ba mấy tuổi thôi. Cái đó chật lắm. Mà sau này ông nó kết tập kinh điển rồi đó là chật lắm hết. Cho nên những cái ông tăng hồi xưa đó họ đâu có nắm. Mà chỉ những ông mà thượng tọa bộ đó, thượng tọa bộ đều là 100% là A La Hán. Cho nên cái ngày có thần nhãn, cái ngày biết ai đúng thật, hay là ông Ca Diếp bao nhiêu tuổi. Còn cái đại chúng bộ là những cái ông chưa chứng quả rồi kết tập kinh điển, hiểu chưa quý vị? Thành ra đó là mấy ông đó thôi. Bên đây tụi con thấy không có gì sai biệt, nhưng cái chuyện đó không quan trọng. Hồi sáng tôi nói cái chìa khóa mà để biết kinh nào là tà mà kinh nào là chánh. Thí dụ một bộ kinh nào họ cũng nói là như thiện ở mặt tôi nghe như vậy, Phật ở đâu vậy đó. Như là kinh Thiên Địa Bát Dương, tụi con thấy không? Tụi con thấy cái Thiên Địa Bát Dương không có kinh đó không? Đúng đó là kinh của Phật đó. Cũng để như thiện ở văn, nhưng mà trong đó không nói làm sao có công đức hết á, chỉ nói là chỉ cần đọc cửa kinh này là công đức. Không đúng, kinh Pháp Hoa nó có pháp là tại sao công đức không thể nào mà kinh bằng, tại vì đó là Đức Phật chỉ cho mình giống như một cái hoa sen mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên nó Phật chỉ mình có cái Phật tánh. Kinh Pháp Hoa Phật giảng sở dĩ đi ra ta ra đời đó là tại vì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thôi, chứ ngoài ra không phải gì hết á. Những cái kia là phương tiện thôi. Và Đức Phật cũng nói về quá thịnh dụ, mà Phật cũng chê luôn những ông La Hán á, là hết luân hồi sanh tử chứ chưa có phải là đền ơn Phật được. Cho nên á, bộ kinh nào mà nói là đọc kinh là có phước bằng cách nào. Nhưng một ngày nào mà tôi nói ơi quý vị cứ quy tôi dặn xong cái đó là tôi là tà sư đó, tôi làm gì được. Nhưng mà trong đó đó, Đức Phật Di Đà có nói là không có thể dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh. Cho nên tôi mới bắt quý vị phải tu. Cha mẹ quý vị không tu được thì dùng thân của quý vị mà tu. Tôi nói rất là thật, tôi không có thể nào tôi thương cha mẹ quý vị bằng quý vị thương được. Quý vị cái đồng ý gì đó không? Tôi không thể nào thương cái thằng bên trước bằng là má nó thương, ba nó thương được hết. Cho nên á, phải có lực nhân quả. Cho nên nếu mà tôi làm được chuyện đó là tôi là ma dương rồi. Đâu tự nhiên là Phật còn không làm được, nhưng mà ở trong này tôi bắt là ông thiện sanh là phải tu. Tu là để mà phá lăng lại. Vợ ông với ông là cộng nghiệp đó, đương nhiên mà chức giải. Và ông là tài sản chung,
tội cũng chung mà phước cũng chung, có đồng ý chuyện đó không quý vị? Cho nên đi theo cái luật nhân quả, không có công đức nào bằng công đức Sư Gia Phật đã nói mà. Cho nên dùng cái đó để mà đưa quý vị về cực lạc. Mà đưa về cực lạc không có nghĩa là quý vị thành Phật, mà chỉ là mang nghiệp. Mang nghiệp. Cho nên nó nhìn những bộ kinh nào, nó đọc cái bộ kinh này là rất là giỏi, là hay công đức vô lượng, nhưng mà công lượng này đó đâu. Trong kinh Địa Tạng có công đức vô lượng, mà thấy toàn là tiền thân của Ngài, toàn là những người con hiếu không à? Hả? Quý vị thấy không? Trong kinh Địa Tạng có nói người con đâu, người con nào mà tiền thân của Ngài Địa Tạng là có thiếu không? Không có, toàn là những người con hiếu. Ta thấy câu thương nhớ mẹ hơn thường tình của thế gian. Cho nên bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh tụng có công đức, tại sao vậy? Bộ kinh đó là sĩ dương chữ hiếu, thấy không? Còn bộ kinh A Di Đà là sĩ dương cái gì? Niềm tin. Cho nên chư Phật điều tám chương, Đông Phương cũng khen, Bắc Phương cũng khen, Hạ Phương cũng khen Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà ta cũng được cắt cả cái vị Phật khác, ta ở trong cõi vũ trụ ác thế này mà ta làm được cái chuyện rất khó tin, giả cái pháp này. Ngay cả Đức Phật, mà Phật nói ta giả cái pháp này rất là khó tin. Phật có nói trong kinh Di Đà không quý vị? Khó tin thì thời Phật nói người ta còn khó tin. Bây giờ tu sĩ kêu làm sao người ta không tin được, cái chuyện nó bình thường. Cho nên các cô dự khai nó có người phỉ báng thầy thì cái họ phỉ báng là chuyện thường. Ngay cả Phật nói là ta rất nhiều vị Phật tán dương, dở trong cái đời vũ trụ ác thế ở cái quả địa cầu này mà ta xỉn dương cái pháp khó tin này. Rõ ràng Phật nói bao nhiêu lần, phải không? Ở trên năm sáu Phật còn bị phỉ, Phật nói ta cũng được với chư Phật mười phương ngợi khen. Như ta hôm nay ngợi khen chư Phật, và chư Phật cũng ngợi khen tích cực Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ngũ trượt ác thế, kiếp trượt phiền não trượt, chúng sanh trượt mạt trượt, mà ta nói được cái pháp khó tin này, khó tin quá. Trời ơi, bao nhiêu người tôi không có mà tôi thấy cái pháp này, cái niềm tin tuyệt đối tôi, để tưởng tôi để như vậy nè. Giờ tôi hỏi luôn cả ông Trung đó, là ba của cái thằng Minh Triết đó, có những người giàu hơn ông đó, con của họ cũng ngon vậy đó, con ông giờ dược sĩ, người ta con cũng bác sĩ á, nhưng mà ông hơn ta là có một sách lợi, ông có đồng ý không? Có tiền thì chứ không phải có tiền là mua được cái này đâu, nó phước đức nó lớn lắm. Bữa ngày sáng thì tôi kêu ông vô nhiều hỏi thì nói cái gì, không có nói cái gì hết, cho biết nó là ai để cho khỏi có buồn. Tôi nói đó, ông ấy mà không có thằng này đó là ông với bà không có ở đời với nhau. Đó giật mình bây giờ tôi cũng không tưởng là ông Diệu An nét gì, ông có nét gì đâu. Tại Diệu An là gia đình đó mà ông chung được bà con mận gì mà. Đó là tôi mới nói đó, con có hai loại. Một là lên đòi nợ, hai là lên trả nợ, có không cái gì. Thì ông bà đó là có mấy đứa con gái mà hiếm muộn con trai, cho nên mới cầu tự, mà bà vợ mới là tụng kinh diệu pháp liên qua tụng không biết bao nhiêu bộ. Xin các ngài trời Phật linh thiên, con tụng kinh diệu pháp liên qua có xuống cho một cái đứa vị nào xuống đầu thai vô đây để con có đứa con nó dòng nó giỏi. Thì bà cầu như vậy đó, thì á bà xin xuống đây mà bà cầu một kinh diệu pháp là phải có những vị Bồ Tát họ xuống cũng vậy. Thì cái vị Bồ Tát ở cái cõi thanh tịnh họ có thiên nhãn không quý vị? Họ nghe, họ nhìn ra, ủa cái bà này nó cầu cái gì đây? Khi nghe kinh diệu pháp thì nó là ta cầu diệu pháp mà cầu để xuống đây để mà cho như cúng cho có đứa con nó giỏi, thì họ xuống mà là con bà để họ trả. Và cái bà này mình có nợ cho nên những vị Bồ Tát họ nhập thai. Nhập thai do kinh cầu diệu pháp đi qua. Cho nên cái ngày đó tôi xuống cái nhà hoàng á, tôi đang tụng kinh. Thì tôi nói này là có luôn cả chị của con á, đi tu đó, bà đứng chuyện con, chị con này nó cũng vô tụng kinh nè. Tôi giờ tôi nói con ơi, sao mà đặt cái máy gì kỳ quá, thường thường để trong quan tài là đặt cái máy niệm Phật của thầy Tí Thoát. 100% người ta đặt cái máy niệm Phật trong quan tài là máy của thầy Tí Thoát, đúng không quý vị? Mà tôi nói sao ai đặt cái máy gì mà khi diệu pháp liên qua mà đặt ở trong cái quan tài. Tôi đứng tôi tụng kinh, tôi tụng chú đồng đồng, tôi cứ nghe Nam Mô Pháp Quan Thời Thượng Phật Bồ Tát, tôi mới tắt được cái máy thì nó không có. Cái con nhỏ mà chỉ có con cái giật mình, nó không có thầy, không có đâu. Thì tôi có quay lại tôi hỏi mà cô, thằng bé này nó có tụng kinh diệu pháp mà cô nói không có, nhưng mà cổ hồi đó cổ cầu tự bằng kinh diệu pháp. Chẳng tôi có nói nếu mà thằng này đó mà nó không cứu được á, cái kiểu bả cày dịch mà nó không có chịu tu á, mà rủi mà không cứu được thì tôi phải dùng cái cuối cùng là kinh diệu pháp, thầy có nói không?
Nhưng mà bả lại mà không có lên được trăm lại mấy độ là tôi phải dùng kinh diệu pháp, nhưng mà lúc cuộc bả lại nó quớt. Cho nên nó cái chuyện tôi nói là thằng bé này nó xuống. Tại vì cô cầu kinh pháp qua, và cầu kinh pháp qua thì nó chấn động tam thiên đại thiên thế giới, có không quý vị? Khi một người tụng kinh đó là chấn động tam thiên đại thiên thế giới, các vị Bồ Tát đã nghe. Thì trong đó có những vị Bồ Tát như là thằng Richa, nó đời trước nó đã mắc nợ hai vợ chồng này, cho nên nó nhập thai để làm con. Mà ông bà sinh một đứa con nói dỗi tâm đường, bây giờ nó lấy vợ mà nó không có con sao vậy? Mà nó ra đi giống như là thằng thằng An con của ông Hùng đang ngủ đi luôn. Ái của cha mẹ mà đứng khóc than bị quạt, vợ con chiếu nói mà nó chết, mà nó để làm đứa con cháu nội giờ này dễ dàng bà tu, nó để là cùng nợ, tức là nó xuất nó đòi nợ rồi, đúng không quý vị? Mà nó đòi nợ thì nó phải ở cho tới khi mà nó đẻ được cháu nội này cháu nội kia, để chụp chụp đứa cho ông bà thấy mà ngáp cái trần cổ ra, chứ đâu có mà để cho ông bà trong nóng vậy. Mà con vợ nó còn trẻ thì chắc chắn là con vợ nó làm sao ở đời được, cũng phải giao cháu nội cho ông bà. Ông bà bây giờ thằng con trai cưng quá có được cháu nội là bây giờ suốt ngày thay vì tụng kinh niệm Phật, giờ suốt ngày nó thay tả thay đức mà cứ luyến ái. Rồi ông bà giờ đã vô hàng tám rồi thì bao lâu nữa chết, chết là cháu nội mới 5 tuổi à, 6 tuổi à, thì ông bà sẽ chui nữa lại nữa. Chứ là luân hồi sắp tử, cho nên tôi giải cho người nghe là thằng này nó ra đi kiểu như là đi một cách là không có từ biệt, giống như thằng A con hồn ngủ chơi ngủ điên đi luôn không biết. Mình nhìn cái bộ sắc lợi của thằng An và bộ sắc lợi của này đều là tránh giống nhau, là những cái gì mà Bồ Tát họ xuống là như vậy đó. Cho nên thầy nó thích cho nghe là ông nên mừng đi, nó xuống nó trả nợ đó. Thì con có hai lỗi, tôi hỏi nó giờ có quan không, nó nói rất là quan, không có làm phiền gì hết. Tôi nói thì đó, nó xuống nó trả nợ thì nó làm cho quan hiền, còn nó xuống nó đòi nợ thì nó quậy mình tới bến luôn, thấy không? Có người hỏi về sao cô không biết sao thì có, cũng có trả nợ mà cũng có đòi nợ. Đòi nợ khoảng mười mấy năm trước rồi ra thì giờ trả nợ, thì vậy thôi. Cho nên thì tụi con hiểu rồi đó, thì tất cả nó đều đi vào cái luật mình nhìn cái mắt mình hiểu liền. Tại sao có vợ mà không có con, trẻ, có nhà cửa hết, mà ra đi cái kiểu mà bệnh hoạn rồi có coi như là có bệnh ung thư hay có bệnh gì, nó có thời gian chữa trị rồi cha mẹ quyến luyến rồi nó khổ rồi, còn để lại cho vài đứa con nữa thì giờ này ông bả lo mà ôm cháu nội là khỏi hết tu. Cũng như nói thầy đại niệm cũng vậy, thằng con nó ngủ nửa đêm nó chết, ổng có thằng kỹ sư gì nhất một đứa con trai thôi đó, nửa đêm nó chết không có lời từ dạ. Những cái đứa mà xuất trả nợ là nó như vậy đó. Có phải là thằng này cả lúc nhỏ tới lớn nó rất quan hiền không, nó làm cho thầy rất là dự ý không? Rồi nữa đi ông tủ sáng ra thấy không đi làm chết, thấy những cái người mà trong cái làm hệ thống mình là những đứa con mà nó ra đi như vậy, còn là nó đi dạo nó đi tu đó, chết động liền vô thường không đi tu liền. Tôi là cái người vô phòng mổ ẩm thằng con nó ra với thiệt dụng, còn mổ sát máu me đầy, nó không thấy cái đó rồi chết đơ rồi luôn. Và sau đó là như là chưa tới 49 ngày nó vô làm đi tu phải không đó, thì xuống cái độ ẩm chứ còn gì nữa, đồ ẩm xong rồi kéo luôn bả vô luôn, đi thấy chưa? Còn nếu mà nó mà giờ nó để lại đứa cháu nội là giờ này ổng bả là đang thay tả với nhau rồi. Để tôi nghĩ tôi ngẫm lại những người đệ tử của tôi mà ra đi đổ ngộ như vậy còn xuống đây trả ơn không rồi. Giờ này ông này đi tu, má đi tu, thằng Hùng cũng vậy. Con nó coi như là đi với kiểu này cái là giờ nó đang khỏi giới đó. Sức gia giao viên luôn á, tại vì nó bây giờ con vợ làm neo mà nó ba đứa con, mà giờ nếu mà nó đi tu thì ai nuôi ba đứa con đây, thành ra nó đi giữ con đó. Cho nên nó có nhiều cái chồng trẻ với nhau, nó có gì đấy. Cho nên thầy nói chồng đừng có buồn, mà vui đi, tại vì cái quyền của mình, rồi những cái bộ kinh tạp mình biết là nó tốt, cái điện tạp là nó cái chữ hiếu, còn kinh A Di Đà là chỉ dương, không phải là dùng chức tích phước đức nhân duyên. Có không? Phật nói ở Kim A Di Đà thì chỉ niệm ông Di Đà cái dẫn sanh là Kim đó là Đà rồi. Mà Phật nói không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được dẫn sanh về cõi kia. Phải niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày mà tâm không có loạn động. Tụi con thấy bây giờ lên chương trình đó, hồi đó tôi qua bên control, tôi nói thôi bây giờ đúng thời đang nghiêm, rồi đi thêm đi cho hết cái phần mà sám quy mạng rồi đi, rồi tụng bảy biến Phật đại tôn thắng 21 tỷ lưu tôn đại chuyển đề, thì bên đó có những người ở Bắc Thiện Tâm đó,
nói ơi tụi nhiều quá về già hết rồi, hiểu cái gì thế là nó chặt bớt được tôi có gì nghe có thiện tâm nói không, có cái đoạn đó tại là tôi mới ngồi trong nói trời ơi bây giờ còn sức khỏe một ngày 24 tiếng mà dùng thêm nửa tiếng nữa mà còn trả giá với Phật á, mà thế chứ mà sao tôi cũng tìm được chứ sao ha, thì tự chứng sanh thì tôi chắc tới phần sám quy mạng tôi thôi giờ tự chứng, bây giờ cái gì nghiền nhẫn rồi tôi có thể tụng lại cái sám quy mạng, thì cái sám quy mạng là cái sám của một vị Bồ Tát, khi mà cái gì có được lạc rồi đó mà kiếp sau mà cái gì trở lại là xin được cái trở lại cõi người, Đức Phật Thích Ca mà muốn trở lại cũng trở lại cõi người, ngài cũng trời đấu sức ngài không đổ để đi làm sao đổ được, cho nên tôi nói thẳng cho quý vị luôn á, những cái người mà tôi dùng cái cách đích của Phật tâm á để tôi định giá cái người đó về cõi nào đó, đó là của Phật tâm chứ không phải của Tịnh Độ tâm. Tôi bây giờ tôi hãy đưa cái quyển kinh nó cho quý vị được, mà đưa cái gì đi hết tu à, nó có cái phương pháp để định, thầy đệ nhân định cũng được, thầy đệ niệm định cũng được, chỉ ghi tên, ghi tuổi, ngày mất, rồi nó có cái ba lên để mà mình lật ra cái người đó chứ không phải thành thánh gì, đó là cái ba lên có Phật tâm, thấy không? Nhưng mà tôi đưa cái cuốn ra rồi, cái lúc đó là thầy nhân không hết tu rồi, suốt ngày không coi. Người khác kiếm tôi. Nhờ kiếm kiếm, thấy không? Là kiếm lúc riết là hết tu luôn. Cho nên nó khổ là khổ như vậy. Mà tâm nó có những cái công thức. Cũng như là mình có một cái ba ren mà mẫu củ chương vậy đó. Mình thuộc cái đó là ra thôi. Công thức. Là công thức. Chứ tôi đã hình thánh vậy đó. Nhưng mà giờ tôi đưa số không có được. Tôi nói sớm thì con không tụng ra, bà ấy bảo mi thử coi em nổi bà dân, tôi nói tụng ra rồi coi đi. Đấu với nhau, lấy cái đó mà rộ bà lên suốt ngày cho bà cái đó không à. Rồi trên mạng online gọi cho bà kia, vậy chị muốn không vào thầy chứ cũng truyền rồi. Coi hết, coi tới Việt Nam luôn. Coi ăn, coi ngủ luôn. Cho nên cái bộ kinh nào mà nó có phước đức mà phải coi là cái gì. À, kinh Lăng Nghiêm có đức là sao? Tại vì mình biết rõ ràng, kinh Lăng Nghiêm là khó tụng. Mà Hòa Thượng Tuyên Quán là người nào mà thuộc kinh này là cái người đó phải công đức sâu dày dễ lắm mới thuộc được. Không có dễ đâu. Nhưng mà thuộc rồi đó thì ghiền đó. Tụi con có đồng ý không? Nó ghiền luôn đó. Nha. Cho nên mình phải biết là cái kinh Lăng Nghiêm đó, nó tốt ở chỗ nào, là nó nói về cái tâm ở đâu. Cái thần chú Lăng Nghiêm là cái nguyên nhân mà cứu ngài A Nan, nó có thần chú. Nhưng mà thật sự là Phật giảng là kinh Lăng Nghiêm đó, rồi ngài A Nan nói rằng con, nãy con bị tà thuật của bài đạo, con không biết, xin chư Phật đọc lại cho con, lúc đó Phật có đọc lại, lúc đó thần chú. Cho nên vào cái bộ kinh Lăng Nghiêm là mấy phần đầu đâu có nói về thần chú đâu. Đến lúc ngài A Nan trở lễ xin con được nghe cái thần chú, nó tè nãy con là cái người trong mê mà nó sẽ nghe được. Phật chỉ đọc cho ngài bắt thù đó. Cho nên tụi con nghe cái bộ kinh nào mà hay đó, chú Đại Bi làm sao mà hay? Là cái này đầu tiên á, là chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà ngài là cái tâm đại bi vô ngại, đại bi tâm đà nó đi là cái tổng trì hết, mà muốn tụng linh của chú này là phải khởi tâm từ bi giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được con hiểu không? Chứ không phải mà nghe cái bài chú đó cho mình nói là đúng sai, không như kinh Thiên Địa Bát Nhiêu, cái chép chuyện này cái là tung đức vô lượng mà không nói làm sao để tung đức, còn kinh Pháp Hoa tự tin, tại vì Đức Phật chỉ cho mình có Phật tánh. Chỉ cho đó ba sen gần buồn và chẳng hôi tanh mùi buồn. Nó rõ ràng đó. Phật dạy trong đó là hai mươi mấy phẩm đó là điều đó là nói cái phương pháp Đức Phật ra đời gì, cái quyền gì, quyền gì. Cho nên nó phải có cái chìa khóa để mình định kinh tạng không. Quý vị nghĩ có hàng thiên thiên hộ pháp mà họ còn đưa đẩy kinh điển cho tới tay tôi mười mấy năm, mà cái sự của tôi chỉ ảnh hưởng vài trăm vài ngàn người, trong khi cái kinh điển của Phật mà những cái bộ kinh mà Di Đà, kinh Diệu Pháp, Liên Quan, kinh Địa Tạng mà cái chữ như thì Ngã Văn không lẽ là Thượng Thiên Quá, ngài là Thánh Tăng, ngài không biết cái đó là giả hay thiệt. Không lẽ cái hàng hộ tham pháp mà để cho cái bộ kinh nó hoàn truyền, có chuyện đó nên tụi con cứ tin đi. Hàng hộ pháp rất là linh nghiệm. Tụi con ở chùa này tôi không biết mà. Không bao giờ chùa mà tu để thiếu tiền, tôi không biết rằng cái chuyện đó đó. Thỉnh thoảng có những lúc tiền nhưng giờ tưởng như là không có tiền trả bill gì học đức biết, mà tự nhiên tiền nó ào ào nó đến, phải là hồn đức nó đến gì bên kia cũng vậy đó. Ông thầy không khi mà ông lên làm trụ trì là ông sợ lắm, nó chết chết chứ phục. Bây giờ mình phải làm sao chứ, bây giờ tiền cái bill gì học được, tôi nói tu đi để cho hộ pháp lo tôi lúc bây giờ tôi, tại vì quý vị không có niềm tin trong sạch rồi. Ông cứ tự động cái là tiền nó gửi ào ào vậy cũng không có thiếu, tôi không bao giờ được hộ pháp để cho chúng ta thiếu đó.
Chỉ sợ chúng ta không tu. Còn chúng ta tu không bao giờ đổi, không bao giờ thiếu. Cho nên đừng bao giờ thắc mắc tại sao website này đó, thì để tuổi thọ của ngài Ca Diếp là khác website kia, tại vì nó tam sao thất bổ, mà hồi đó không có con máy cầu biểu tờ để thắng nhất, mà cái đại chúng bộ là xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn với thượng tọa bộ đó. Mà thượng tọa bộ là những cái bậc mà chúng ta đã hát, còn đại chúng bộ là nó số điều nhiều nhưng mà nó tạm nhạt, để con hiểu những gì tăng thàm có thắng có. Bây giờ tôi đi vào cái chi tiết kỳ kết tập thứ hai. Sau khi Đức Thế Tôn niết bàn 100 năm, nhớ kỹ, kỳ thứ nhất là 90 ngày, kỳ thứ hai là 100 năm, tại thành Tỳ Xá Ly có thầy tỳ kheo tên Bạc Kỳ sáng chế ra 10 giới luật khác hẳn giới luật xưa. À, sở dĩ mà có cái cuộc mà kết tập lần này á là không phải cái lần trước dở, mà lần này sau 100 năm Đức Phật nhập viện có ông thầy hướng ông chế lại 10 cái luật mới, thì thấy nguy hiểm không? Ông chế lại 10 cái luật mới. Đó. Sau khi Đức Thế Tôn niết bàn 100 năm tại thành Tỳ Xá Ly có thầy tỳ khu tỳ kheo tên Bạc Kỳ tự sáng chế ra 10 cái giới luật khác hẳn giới luật xưa. 10 giới luật mới là gì? Giác, diêm, tịnh, theo giới luật các tỳ kheo không được để đồ ăn cách đêm. Đó là trường hợp những thức ăn phổ thông khác, nhưng riêng về muối thì có thể được chứa cất trong ống sừng hoặc các ống khác để thường dùng. Tại sao mà Đức Phật không cho tỳ kheo mà để đồ ăn qua đi? Tụi con học giới tụi con biết phải không? Tụi con thượng giới tụi con biết cái đó không? Biết, tỳ kheo chuyện đi có. Tại vì hồi xưa Phật có chỗ lạc không? Không. Cho nên Phật quán nhất bát thị, tám dạng tứ thiên trùng. Thì Phật dùng Phật nhãn, Phật nghe một cái bát đồ ăn đó, mà sau 2 tiếng đồng hồ đó, mà từ ở đồ nó nóng, nó có quá gì trùng không quý vị? Ăn sẽ bệnh. Cho nên á, Phật đâu có thể nói được cho những người chưa chứng quả. Cho nên á, Phật mới đặt là thường Phật có thêm giới luật các tỳ kheo không được để đồ ăn các đêm. Đó là trường hợp những đồ ăn phổ thông khác, nhưng riêng về muối thì có thể được chứa cất trong ống sừng và ống khác để sử dụng. Muối di trùng nó phát triển được không? Không. Rồi coi nè, đó là cái ông này đó, ổng ra đó, ông tỳ kheo này đó, ông tỳ kheo này tên là Bạc Kỳ đó, ổng đặt ra, ổng nói các món đồ ăn khác đi, ta khách thử cái gì, trừ có muối thì để quên đi, còn hồi Phật là Phật nói là tất cả đồ ăn mà ăn không hết phải được cho Phật tử ăn, cho những người nghèo ăn liền, không có được để qua đi. Cái giới thứ hai mà ông thầy này chế kêu là nhị chỉ tịnh, theo giới luật các tỳ kheo phải thọ thực vào đúng giờ ngọ. Nhưng nếu trường hợp đi đường xa, bữa ăn có thể được dùng quá ngọ một chút, nghĩa là lúc mặt trời xế bóng được 2 gang tay. Thời Phật á, là ăn đúng ngọ thôi, nghe không? Đúng ngọ. Nhưng mà bây giờ cái ông này chế ra á, cái ông mà Bạc Kỳ ổng nói là nếu trường hợp đi đâu về thì đo 2 gang tay, lấy cái hồi xưa đâu có đồng hồ, đo cái mặt trời á, nó xế cái điểm đầu á, là 2 gang tay thì ăn được. Tức là ổng chế được cái hơi dễ dãi rồi đó. À. Giới thứ ba là tha tụ lạc tịnh. Theo nguyên tắc các tỳ kheo sau khi ăn xong đến tụ lạc khác, nếu không quá ngọ gặp người mời ăn có thể được ăn thêm. Cái thời Phật đó là các tỳ kheo sau khi ăn xong mà đi đến chỗ khác mà nếu không quá ngọ cũng không được ăn, ăn một lần. Nhưng mà ông này ông nói đó, ông chế là đi chỗ khác vẫn được ăn nếu được mời. Bởi vì thế là nó dễ dãi chưa? Đã dễ rồi. Là ông chế là cái giới thứ tư là trụ xứ tịnh. Mỗi tháng 2 kỳ các tỳ kheo phải lên tập ở một trụ xứ để làm lễ Bố Tát như chúng ta vậy đó. Chúng ta Bố Tát vào ngày đầu tháng và ngày giữa tháng. Nhưng nếu trụ xứ ấy hẹp, có thể chia làm 2 nơi mà hành lễ. Hồi xưa thời Phật đó là phải 1 trụ xứ. Bây giờ đó, ông nói là nếu mà cái chùa nó nhỏ thì chia làm 2 trụ xứ là ông này đặt mới nè. Cái giới thứ năm, tán đồng tịnh. Theo quy luật của giáo hội cần phải đủ số tăng để giải quyết pháp sự, nhưng gặp trường hợp thiếu người thì số tăng không đủ nhưng cũng có thể quyết nghị. Những quyết nghị ấy vẫn có hiệu lực và sẽ thông cáo sau. Theo quy luật của Phật đó, nguyên thủy Phật còn tại thế đó, là trong một cái chùa tăng đoàn phải ít nhất có 4 vị tỳ kheo, 2 vị tỳ kheo đi, 4 vị thì mới quyết định được. Thí dụ như bây giờ một ông nào cũng làm tội mà cũng 4 tăng phải có 4 vị,
mà muốn hành chữ giết ma để mà xử tội và sám hối thì cũng phải có bốn vị. Nhưng mà giờ ông nói thì chỗ nào ít không được, một hai vị cũng được, là coi giọng sửa dễ dãi hơn rồi. Trụ sự tình, những việc các tỳ kheo trước đã làm, chư tăng sau có thể noi theo cụ lệ, không cần phải quá đệ vào giới lực, chẳng hạn như việc đào đất. Cái giới của mình á là quy tắc tỳ kheo không được đào đất, đúng không quý vị? Tụi con biết không được đào đất vì giết côn trùng, phải không? Nhưng mà cái giới của mấy cái ông mà sau này đó, là cái ông mà Bạc Kỳ này, sau khi Phật nhập viện 100 năm đó là được quyền. À, ông nói là các việc ngày xưa các vị theo trước đã làm, chư tăng có thể nêu theo cụ lệ, không cần phải quá đệ. Nhưng mấy ông muốn giữ theo mấy ông thầy xưa đó, mấy ông mà thường tâm bổ đó, thì mấy ông không đào đất. Vì mấy ông đi khất thực không được đào đất, trồng cây, trồng rau để mấy ông giết côn trùng. Nhưng mà bây giờ tôi ra cái luật này đó, muốn theo mấy ông xưa cũng được, mà theo bên nay cũng được, có quyền trồng. Thì bây giờ những cái đệ tử của thầy đó mà đang ra trồng rau, trồng đồ đó, là theo cái ông mới này đó, theo ông sau này đó. Thứ bảy, sanh hòa hỗn tịnh. Sau giờ ngọ chư tăng không được ăn phi thời. Đó là cái luật Phật là sau giờ ngọ hồi đó là không ăn, dứt khoát luôn. Nhưng để giữ sức khỏe, các tỳ kheo có thể dùng sữa hòa lẫn với nước mà uống, không cần để cho sữa lắng xuống, sữa hơi đặc có đóng bán cũng được. Cho nên là gọi là dùng thực cái gì, uống để trị bệnh. Đó là thời Phật là sau giờ ngọ rồi là uống nước lạnh thôi. Còn bây giờ ông nói uống sữa, cho nên sau này các chùa mà bắt đầu cho uống sữa để mà trị bệnh, nó chưa là dược thực, đó cũng là ảnh hưởng của cái ông mà tỳ kheo Bạc Kỳ này nè. Đó. Rồi. Giới thứ 8, trị bệnh trịnh. Các tỳ kheo không được uống rượu, nhưng gặp trường hợp bệnh hoạn, có thể dùng thứ rượu pha với nước mà uống, xem đó như là một thuốc. À, cái này là cũng ông chế này. Thời Phật là dứt khoát một giọt không cho, thì kheo là một giọt không cho. Nhưng mà ông này nói nếu mà thuốc rượu để uống trị bệnh thì được. Thứ chín, vô duyên tọa cụ tịnh. Tọa cụ của chư tăng có thể tùy theo thân thể người mà bay lớn hay nhỏ. À, không cần phải có đường viền xung quanh. Thì á, hồi xưa á, là Đức Phật nói mai cái tọa cụ là theo cái kích thước của người đó. Người đó lớn thì bà ngồi lớn, người nhỏ. Còn ông này đó mà không có được mang những cái đường gì để mà trang điểm là đẹp đó. Nhưng bây giờ ông này cũng được quyền trang điểm, muốn vẽ viền, vẽ làm ren làm gì cũng được làm, đó là ông này chế nè. Rồi thứ 10, kiêm tiền tịnh. Theo luật các sa môn tỳ kheo không được giữ tiền. Rồi cái ông này chế là nhưng trong trường hợp cần thiết thì có thể giữ tiền để dùng đổi chác các vật dụng khác. Thế chứ không cho quyền giữ tiền. Thì bây giờ đó, tại vì cái thời Phật là còn biết khắc thực, mà thời này nếu mà áp dụng cái lực không có giữ tiền thì cái cô Hồng Đức chắc cũng phải trói tay luôn, phải không? Phải ký tên. Làm sao xài bây giờ cái xã hội nó khác, thành ra cái giới của ông này đó là ông đặt ra là hơi có phần uyển chuyển. Mà bây giờ chúng ta thấy đó là nó đã, đời mặt pháp này hầu như là các thầy, các chùa thì bị ảnh hưởng của thế giới này nhiều rồi. À, bởi vì ngay đây, 10 điều trên gọi là tịnh, chứ tịnh ở đây có nghĩa là cho phép. À, về phương diện nghiêm khắc của giới luật thì 10 điều này thật ra là vi phạm trái phép. Nhưng chư tăng ở phương Đông đứng về phương diện hoán đại mà nói không, mà nói giải thích giới luật nên thừa nhận 10 điều đó, tức là đại chúng bộ. Khi họ hỏi cái này ra, họ đưa ý kiến với đại chúng, thì đại chúng đồng ý những điều này. Nhưng mà thượng tọa bộ là mấy cái thông dấu của mấy ông ca viết ngày A Nan, mấy ông kia là dứt khoát không chấp nhận. À, bây giờ ở Tụ Lạc Bà Tát Bà thuộc phương Tây có trưởng lão Gia Xá Nhân đi du hành giáo hóa nhân gian, lần đến thành Tỳ Xá Ly, lúc ấy nhằm ngài Bố Tát, đại chúng của tỳ kheo Bạc Kỳ đem các đồng bát đựng nước dùng tượng trưng cho sự kiết cường để trước chỗ đông người. Khi có ai đi đến, họ liền nói: các vị nên tùy ý cúng dường để chư tăng đem ra đổi chác các vật dụng cần thiết. À, lần đầu này là mấy ông bắt đầu để những cái bát ra để coi lấy tiền ha. Ông Bạc Kỳ bắt đầu đó là hồi xưa thời Phật đó là cấm chỉ nhận thức ăn thôi. Bây giờ đó là lần đầu tiên ở tại cái
Ở phương Tây có trưởng lão Gia Xá nhân đi du hành giáo hóa nhân gian, đi đến thành Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ Phật đã nhập diệt được trên 100 năm, nhập ngày 48 đại chúng của tiền theo đệ tử Bao Mặc Kỳ lão chế là 10 cái lượt mới đó. Đem các cái bình bát đựng nước hoặc đựng cơm mà không đựng nước đựng cơm dùng tượng trưng cho sự kiết tường để trước chỗ đông người. Khi có ai đi đến, họ liền nói các vị nên tùy ý cúng dường để chuyên tăng đem ra đổi chát các vật cần thiết. Khi ấy có kẻ cúng tiền vào bát nước, có kẻ lại chê trách bảo thầy Sa Môn không nên làm như vậy. Trưởng lão Gia Xá là một học giả tinh thông giới luật, thấy thế là kinh ngạc. Hỏi ra mới biết chuyên tăng ở địa phương này tu hành theo 10 tịnh pháp với mục đích duy trì chánh pháp. Ngài nói chúng là trước đại chúng mà tuyên bố việc tiền theo nhận tiền là một cấm giới nghiêm trọng trong Phật pháp. Chuyên tăng ở địa phương không nghe lời khuyến cáo đó, lại cho là trưởng lão Gia Xá lăng mạc đại chúng, ông già này lẫn lú rồi nói bậy và làm trở ngại sự cúng dường của tín đồ. Họ bắt trưởng lão phải xin lỗi chuyên tăng và đại chúng. Nhưng ngài Gia Xá không thực đi ngay vào thành Tỳ Xá Ly, công nghiêm phát biểu 10 điều phi pháp trước số đông người. Bắt lỗi ông già Gia Xá này là già lú lẫn rồi, cho nên là cứng nhắc này. Tôi chỗ này lâu nay là nhờ cái vấn đề mình để cái bát ra tôi nhận tiền, cho nên chúng tôi có tiền để các chùa, có tiền làm Phật sự. Ngài Gia Xá ngày giận quá, ngài mới đi lại một trâu vô cái thằng đó, ngài phò Phật tử lại, ngài đọc những cái điều sai trái của cái nhóm bạc đà này. Nhưng ngài Gia Xá không thực đi ngay mà đi vào thành Tỳ Xá Ly, công nhiên phát biểu 10 điều phi phép trước số đông người. Quyền chúng đều khen ngợi cho rằng trưởng giả giữ đúng tác phong của bậc chân tu giới hạnh. Thì Khưu Bạc Kỳ thấy thế liền hợp tăng lại là phép tận sức ngài Gia Xá không công nhận trưởng lão là người trong giáo đồ. Ông đuổi anh. Thì lúc đó là ông chính là A La Hán bị đuổi, trong khi những ông Phật tăng hợp lại lấy số đông. Chúng tôi có 1.000 người biểu quyết. Thì mấy ông thầy nào lại kêu ông Phật tăng thuyết tiền không có gì hết. Cho nên trục xuất ông A La Hán ra khỏi tăng đồ. Cảm khái giới lực của Phật chống si tàn, trưởng xảo Gia Xá sau khi trục xuất trở về phương Tây, lưu trú tại thành Câu Diệm Nhi. Tại nơi đây ngài cho chư tăng đến các địa phương như là thành Mâu Thâu La, thành A Bạc Đề, thỉnh các bậc danh đức đến thành Tỳ Xá Ly để quyết nghị về việc ấy. Rồi chính mình ngài Gia Xá đi đến núi Ô A Hô Hằng Già ý kiến trưởng lão A La Hán Tam Phù Đà, tới địa phương Sahayaki ý kiến trưởng lão Ly Bà Đa. Ly Bà Đa này còn sống này. Ngày lúc đó còn sống, ông sống như vậy là coi như Đức Phật nhập diệt cách trăm năm, ổng là 170-180 tuổi rồi, ông A La Hán. Mục đích để thỉnh ý về việc đó, mọi người được mọi người mọi nơi đều đồng tán thành cùng nhau trả ơn Phật, chỉnh đốn lời giới luật. Ngài cùng với chư đại đức đi đến thành Tỳ Xá Ly. Sau khi đến nơi, ngài Gia Xá cầu thỉnh trưởng lão Táp Bà Ca Ma, một vị đại A La Hán tại địa phương đến tham dự. Tỳ kheo Bạc Đà biết được tin ấy cũng đi mời các vị trưởng lão chưa chứng quả phương đông đến để mà tạo coi như là cái lực đại chúng để đấu lại với mấy ông mà chính A La Hán. Lúc đó tại thành Tỳ Xá Ly, các bậc danh đức của hai phương đông tây cô hộ gồm 700 vị. Cái ông Bạc Kỳ thì ở phương đông, còn mấy ông A La Hán ở phương tây, trong cái nước Ấn Độ thời đó giờ. Lúc đó tại thành Tỳ Xá Ly, các bậc danh đức của hai phương đông tây câu hỏi gồm 700 vị. Hội nghị này nhằm mục tiêu giải quyết 10 điều kể trên là đúng hay sai và trích tập lại kinh điển. Cuộc đại hội đã diễn ra tại giường Bà Ly Ca, trong hội trường vì nhiều người nhiều ý kiến phân vân, nên ngài Ly Bà Đa đề nghị mỗi bên cử 4 đại biểu để giải quyết những nghi vấn. Đề nghị này được hội nghị tán đồng. Sau khi bàn luận, chư tăng thuộc Tây Phương cử cụ thọ Ly Bà Đa làm trưởng đoàn, vì ngài tinh thông bốn tạng kinh luật luận tập dục và ba vi phó, và cử ba vị phó là ngài Gia Xá, Tu Ma Na và Tam Phù Đà. Chư tăng thuộc Đông Phương cử cụ thọ Tát Bà Ca Ma làm trưởng đoàn, vì ngài là một bậc tài đức được 120 tuổi hạ. Ở trong hai ba phái nói nhau đó, thì cái phái mà của cái ông mà ông thầy mà Bạc Kỳ đó thì cũng có những chị A La Hán, nhưng mà 90% là phàm,
Còn bên cái nhánh của ngài Di Bà Đa đó thì đó là toàn những cái A-la-hán còn sót lại trong cái pháp hội mà cái tập kinh điển lần đầu tiên. Chư thân thuộc Đông Phương cử cụ thọ Tát Bà Ca Ma làm trưởng đoàn vì ngài là một bậc tài đức được 120 tuổi hạ, và ba vị phó là Sa Lan, Phước Đà, Tỳ Ly Đà, Bà Tát Ma Di sau khi đại diện hai bên đối tọ. Trưởng lão Ly Đà Bà nêu ra tình hạng trong 10 điều để hỏi về hợp pháp hay phi pháp. Trưởng lão Tát Bà Ca Ma y vào giới luật để chiếu hợp từng điều và điều đáp là phi pháp. 10 điều đã giải quyết xong, trong đại hội còn hợp tụng lại những pháp tạng trải qua thời gian 8 tháng mới viên mãn. Cuộc hội nghị này tuy do 10 điều làm duyên khởi nhưng việc chủ yếu là kết tập pháp tạng để xác định lại giới luật của Đức Bổn Sư đã quy định như thế nào khi ngài còn tại thế, và ngăn ngừa mỗi cái gì mà tỳ kheo chưa chứng quả là vì lợi dưỡng mà chế ra những giới nó làm cho mất chánh nghĩa và không đúng với chánh pháp. Và kỳ kiết tập này có 700 bậc thánh hiền tăng nên được gọi là thất bá kiết tập. Trong 700 bậc thánh hiền tăng này đó thì có chừng khoảng 400 vị là a la hán, còn đó là gần 500 vị là phàm. Hai bên đều khó hết, nhưng mà rốt cuộc rồi đó mấy cái ông mà bên chánh nghĩa đó thì hỏi về cái điều này đúng không? Ông cũng a la hán á, trời, ông cùng thời với tôi nè, giờ mấy ông trẻ nữa là bậy nè, để ông này nói đúng 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 đúng, cuối cùng là cái ông bạc đạo mới chịu thua. Cho nên xảy ra cái nhân viên này mà hai bên tranh giành nhau vì cái 10 cái lý luận mới đó mà xảy ra cái cuộc mà cái tập kinh điển lần thứ hai đó quý vị. Về 10 điều phi pháp, các bộ thiện kiến lực, tỳ bà sa, bộ ngũ phần, bộ tứ phần, tỳ nãi gia tập sự, thập tụng lực, ma ha tăng kỳ lực, tây tạng truyện, nội dung ghi chép về số thứ tự danh mục cùng lối giải thích đều có đôi chút khác nhau. Mười điều nêu trên đây là y theo nguyên bản Bali mà dịch ra. Về cuộc kết tập lần thứ hai theo bộ châu sử và quyền ký thực của ngài Giác Âm thì sở dĩ Bạc Kỳ Tỳ Khưu được đắc thế là do sự giúp đỡ rất nhiều của các vị quốc vương đương thời. Theo tập bộ chấp lượng sở của ngài Chánh Đế và Tạm Tạng Tuyện thì sau khi giải quyết 10 điều, 700 đại đức tăng hợp tụng ba tạng, bộ kinh, bộ lực, bộ lưỡng. Bây giờ đa số Tỳ Khưu thuộc trong bộ lại nhóm riêng ở một nơi khác, kết tập pháp tạng gọi là đại đảng tụng hoặc là đại kiết tập. Nội dung của cuộc kiết tập này gồm có bốn tạng là bộ kinh, bộ luật, bộ đại pháp và bộ tạp tạng. Bộ phân biệt trong đức lượng nói hoài bốn tạng lại còn có thêm bồ tát tạng, còn bộ tây dịch ký thì nói hoài bốn tạng có thêm cầm cấm chú tạng, gọi là chung là ngũ tạng. Vì nguyên nhân trên nên giáo đoàn đạo Phật chia thành hai bộ, phái thượng tọa bộ là phái nguyên thủy thời ngài A Nan, ngài Ca Diếp còn sống, gồm 500 vị A La Hán kết tập, và phái đại chúng bộ. Đại chúng bộ thì thuộc về cả 90.000 ông tỳ kheo đều ủng hộ cái này, vì vấn đề quý vị biết mà, tiền, phải không? Một bên thì chỉ lãnh đồ ăn, cúng gì ăn đó và ăn con của họ, quá giờ một bên đây được ăn mà được thoải mái, mà sao về mọi việc được ăn, ăn no rồi mời nữa ăn nữa, phải không? Cho nên là cái đại chúng bộ đó là nó lại là nó coi như là nó đưa ra những cái điều dễ giải hơn. Còn đó sau nên đó rốt cuộc rồi đó thì họ phê bình đó là đại chúng bộ là cái bộ canh tân, còn thượng tọa bộ là cái phái bảo thủ. Cứng nhắc là Phật dạy sao làm như vậy. Dung hội các kinh sách đơn, ta thấy trong kỳ kiến tập thứ hai đã có thêm các pháp tạng khác, và danh từ thượng tọa bộ đại chúng bộ đến thời gian này mới được chính thức thành lập và bắt đầu tạo ra chia rẽ tăng đoàn. Cái ông Bạc Kỳ này nó đối với hội thầy học với hòa thượng Huệ Thành, ông mang tội phá hòa hợp tăng đó. Bây giờ ở trong này tự động có người nào đó mà sau này tôi đi vào vô thường rồi mà sửa những cái giới luật. Ôi, hồi đó ông sư phụ, ông cổ hủ quá, ông không cho đặt thường thuốc xương, bây giờ mình phải đặt thường thuốc xương, thấy không? Rồi cái nghe nói hồi đó áo Đà La Ni ông cho, ông phi, bây giờ mình phải mua từ cái Việt Nam, nó tốn hao quá, thôi bây giờ biểu quyết, 200, 250 nó không được, thời ông còn sống nó là nó khác, bây giờ thời này nó lạm phát, 500. Rồi bây giờ, hồi đó ông thầy, ông cứ để tụng, ông nó ra giá, còn bây giờ mình ra giá,
cho nó có giá, cho nó cầm bằng. Đấy, từ từ nó sẽ chế ra nó đó, thì đó là nó đi ngược với những cái gì của tôi đó. Rồi tôi nói tới kỳ cái tập lần thứ ba. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn được 218 lần, lần thứ nhất là 90 ngày, có chỗ thì đến 100 ngày, nhưng mà tôi lấy những cái bà ba bốn bộ để 90 ngày, tôi lấy 90 ngày. Rồi á, một cái lần thứ nhì nữa là 100 ngày do xảy ra cái ông thầy mà ông tự chế giới đó. Và lần thứ ba là Phật nhập Niết Bàn được 218 năm. Nhớ kỹ nha, 218 năm. Ở Ấn Độ có vua A Dục ra đời, gọi là Asoka. Ông này là khi Đức Phật còn tại thế đó, Phật đã quyền ký rồi. Phật bữa đó Phật đi dạo trên bờ sông Hằng, đi hết thực no nê rồi. Phật thường đưa ra bờ sông Hằng giữa bát để giảng pháp. Thì trong thời gian đó, Phật nói thôi bữa nay đi kinh hành để cho đại chúng được cái như là tứ đại điều hòa. Thì đang đi thì có ba bốn đứa nhỏ nó đang chơi bên cát cái sông Hằng ấy. Thì nó mới làm một, nó đang làm một cái thành con nít nó chơi, quý vị biết mà, nó làm castle đó. Thì nó làm cái castle nó chơi đó, thì nó đi ngang thì nó biết đó là thấy người ta ưa cúng dường cho Phật cái này kia. Nhưng mà trong đó có thằng bé nó lớn nhất, nó khoảng 10 tuổi, nhưng bốn năm đứa nhỏ. Thì nó nói bây giờ mình không có gì cúng, mình cúng cái thành này cho Phật đi. Thì nó kêu, nó lãnh lễ, nó nói thưa Phật, thưa Cồ Đàm, tụi con là con nít không có cái gì để cúng, tụi con chỉ có cái thành này tụi con xây là sát tới giờ đó. Cái thành này lớn lắm, trong này là có dinh thự của nhà vua nè, có đầy đủ hết, có ao tắm, có cung điện đầy đủ, con cúng cho ngài. Thì Phật có biểu ngài A Nan lợi nhận đi ngã nát, bây giờ làm sao nhận thầy, bây giờ cúng cái gì còn nhận được, cái thành này có lẽ là con lại lấy cái gì cũng được đây, nó làm một cái đống cũng lớn. Phật nói là hốt đi, hốt một nắm đất ở trong thành đó, rồi về hỏi làm gì, người nói cứ đi về tịnh xá là ta chỉ. Rồi Phật nhận, Phật nhận cái đó xong thì Phật nói với cái tập thành của con cúng cái thành này cho Như Lai, Như Lai thọ ký sau khi ta nhập diệt khoảng 250 năm, thì con sẽ là quốc vương, chuyển luân thánh vương, cai trị hết đất nước ở cõi Tam Thiên Phù Đề này. Con sẽ thống nhất 16 nước Ấn Độ, mà con là cái người sẽ xây dựng cho ta 84,000 cái tháp. Con sẽ truyền bá Phật pháp cho ta rực rỡ nhất dưới cái thời của con. Thì thằng bé này nó nhận đi, nó đâu có biết gì. Thì Đức Phật quyền ký thì lại là sau khi Phật nhập diệt được 218 năm, thì nó được sanh vào cái dòng dõi vua chúa, mà nó trở thành một ác dương. Ác dương tại vì nó đó, tướng hạo rất là xấu, không có đẹp. Trong khi đó, nhà vua có cung phi mỹ nữ, có tới 99 hoàng tử. Và ông vua cái thời đó, có 99 hoàng tử, chứ có nhiều, có mà cả hàng trăm bà cung phi. Nhưng mà, coi như là vua A Dục đó chỉ có một người em gái thôi. Còn tất cả là anh em, một cha, các mẹ, coi là cung phi mỹ nữ đó. Cho nên đó, hồi ông còn sống đó, vua đẩy ông đi ra ngoài biên hải dự ải thì ông xấu lắm, không có đẹp, đen người đen đúa vậy, không có xấu được. Cho nên đó, sau khi mà cha mất rồi, ông đem quân về, ông giết hết 99 người anh em thái tử cùng cha các mẹ, ông chừa lại có một người duy nhất là đứa em gái cùng mẹ với ông thôi. Ông giết rồi máu chảy thành sông, ông kêu là ác dương A Dục. Cái thời đó chưa thể là một cái người mà đó. Rồi lúc đó, ổng ra lệnh cho một cái thằng là quan mà nó kêu là hồi đó mà cái người mà đi chém đầu kêu là tên quan gì quý vị biết không? Lao phủ thủ. Thì ổng có giao ở trong đó là khi chém, mà thằng nào chém á, mà đứt cái đầu luôn thì cũng dở, mà chém làm sao đó, mà nó còn cái da để nó lắp cái đầu dính lên người thôi. Thế mà chém mà sợ mạnh quá thì nó đứt luôn, dễ. Mà chém mà hơn nữa thì mới đứt nữa cái đầu thì nó cũng không có giỏi. Mà chém làm sao chém vừa tới cái da thì cái dao ngưng lại để cho nó lủng lẳng, nó treo để ổng đem thành. Thì ổng giết đã rồi là ai mà phản tặc ổng, nếu mà ổng giết đã rồi ổng còn nghĩ ra cái kế để ổng hỏi cái thằng đau thủ thủ bây giờ có cái kế gì mà nó vui hơn, giết hay hơn không.
Bây giờ ta giết mấy anh đệ anh em, một cha các mẹ ta hết rồi, ta thấy cũng không thỏa mãn. Bây giờ những cái tên tội nhân ngày vô đây giết hết rồi, thì nó nói bây giờ giết hết rồi đâu có tội nhân giết, không bây giờ mình cài bẫy để bắt nó giết. Thì ngài bẫy bằng cách nào? Ngài mới lập ra một cái chỗ rất là đẹp, làm cái chỗ giống như Disneyland của mình vậy đó. Ở trong đó có vườn ao, suối mát, có cung nữ đẹp, thì ngài ở trong đó đó. Những cung nữ thiệt đẹp ngài chuyển vô đó. Rồi á, ngài để cửa tự nhiên. Và ở trong đó, đó thì ngài để cái câu trong này là cung thi mỹ nữ đầy đủ hết, ta thưởng cho ai có gan mà vào đây thì người đó được hưởng đầy đủ hết, coi như là không có phạt. Nhưng người nào có gan vào đó, cho nên cái bản đó lên rồi đó, cũng cho cung thi mỹ nữ đầu tiên cái bản đó lên thì ông này dám vô. Nhưng mà vừa ai dùng ngàn lửa những cung thi mỹ nữ đẹp thì mấy ông thấy sao cái gì vô mà vô là bắt đầu à, mà bước vào cái cửa thì có cái bản, ai bước qua cái cửa này thấy một mỹ nữ thì bị đánh chém đầu, là cái ông mà đau phủ cũng chém liền. Cho nên từ đó mỗi ngày đó là ông báo cáo với vua A Dục, bữa nay là nhờ cái kế của bệ hạ mà bữa nay chém đầu được 20 tên, kém được 30 tên. Thì bữa đó thì nó nói bữa nay chưa chém được có 7 tên nè. Cái vua Ma-thiên là không tin, cảm lẽ càng ngày càng có nhiều, cái thằng mà không sắc vô tại sao bớt đi. Thì ổng đi vô coi, vô ta kiểm soát coi. Ổng vừa bước vô tới nơi thì nó nói bệ hạ cũng lên đây tôi chém luôn, mà tại sao vì bệ hạ ra cái lực. Ai bước vô cái này phải bị chém. Ổng nói ta là vua, nó nói là quân bất khí ngôn. Chính ngày đó ra lĩnh là còn lĩnh ngày ký đây là tên nào bước vô cửa này đừng kể là hoàng thân quốc thích, mà kể cả ta nữa mà vô đây là chết. Ổng quả quá, ổng quả quá, và ổng giỏi giỏi cho nên ổng chém cái thằng này. Ổng chém cái thằng này thì lúc đó đó, ổng chuẩn bị chém thằng này đó, thì có một cái vị A-la-hán, ngài đi quá vô gần đó, ngài thấy ông này đó là độ được, ngài dùng thần thông. Và ngài vô là ngài cứu cho cái ông mà đau phủ đó. Và ổng bắt cái ông đó quy y, thì ổng cứu thì ông vô ta dùng chém là không chết, bắt đầu mới thấy thần thông này thì hiện thần thông thì ông này ngày giảm cho bài pháp. Rồi á, ông có quỳ xuống ông hỏi, tại sao ta có phước, ngày giảm ta có phước, ta được làm con của vua trong 99 hoàng tử mà ta đã giết hết rồi. Ngày nói ta tạo ác nghiệp lắm, mà nếu ta ác nghiệp thì làm gì mà ta được làm con vua. Mà ngài mới nói là ngài dùng thiên nhãn coi tôi trước trước tôi làm gì, thì ông A-la-hán này đó là Phật nhập diệt đó 218 năm rồi. Thường nó vẫn còn A-la-hán gì biết không, nhưng mà ít thôi. Ông Nguyên là một đứa bé, giờ Phật còn tại thế, ông đang làm cái cát bằng lâu đài ở sông Hàn. Phật đi ngang ông cúng, nhưng mà ông biết hắn cúng tiền thì được vàng bạc, phải không? À, cúng quăng qua thì được để mà ông lấy đất cát ông cúng cho Phật. Cho nên đó, ông được là ông cúng cái thằng đầu được làm vua, nhưng mà cúng đất cát cho nên cái mặt sống bất hạnh. Cái ông A-la-hán còn giải thích như vậy. Thì ông này ông ngộ đạo, sau khi vua dùng ngộ đạo rồi thì ông bắt đầu ông thả tù nhân. Ông bắt đầu ông đi các nơi mà có xá lợi của Phật, cái thời gian đó ông thống nhất hết 16 nước. Thì thời gian mà ngài A-nan mà ngài chia xá lợi của Phật ra cho 16 quốc gia và của cung rồng và cung trời. Sau khi đó ngài thu lại thì cứ mỗi một nơi ngài đặt một cái tháp thờ xá lợi của Phật. Ngài đến cái Bồ Đề Đoạn Tràng, ngài đặt một cái tháp, ngài nói nơi đây là nơi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thiết pháp chuyển pháp luân. Và ngài đến cái giường nay, nơi đây là cái bài pháp tứ diệu đế đầu tiên cho Nam Mê Yêu Thường Như, đặt một cái tháp đặt xá lợi. Ngài đến ngay cái giường Lộc Quyển, nơi đây là ngài thường như là đến chỗ mà cái chỗ Đức Phật hạ sanh là cái gì, Dường Lâm Tỳ Ni, nơi hồ nước này là nơi nhục thân của Bồ Tát từ ở trên cõi trời đấu sức hạ thân trút vào trong thay của bà Ma Gia Hoàng Hậu, này là một cái tháp. Rồi nơi cái giường Katila này nó nơi đây tức là Bổn Sư đã nhập Niết Bàn. Rồi ngài tiến lên, quân ngài đánh tới đâu là ngài đi tới cái chỗ mà nước Si Tư là quê ngoại của vua, của cái ông mà Kumala Thập đó. Là cái đó là bây giờ là Taliban đó, vì nhớ không? À, hồi đó mình dân từ hồi Hán mà dịch là Suy Tư, à, đó bây giờ là Afghanistan đó, là hồi đó những cái nước mà thuộc về bây giờ là Iran nè, Iraq nè,
xứ Trung Á thì á, ngài mới lời cái xứ đó ngài mới thành lập ra những cái tượng Phật bằng đá, và sau này tụi ta đi bắn cái diệt sạch tôi có nhớ chưa, thì ngài mới đặt những cái tháp. Rồi tụi con thấy gần đây nó phát hiện ra những ngôi chùa mà nó đục trong núi không những hang đó, và ngài tiến lết luôn tới Miến Điện vẫn thuộc về ảnh hưởng của vua A Dục lớn dễ sợ, ngài chiếm luôn tới Miến Điện này, lập ra những cái tháp gì thế thờ mà rất nhiều. Bây giờ tụi con thấy những cái kỳ quan của Miến Điện nó còn đó. Rồi ngài tiến xuất tới Campuchia, ngài lập ra đế thiên đế thích để thờ Phật, dễ sợ chưa quý vị? Nhưng mà ngài tới Campuchia tôi chưa tới Việt Nam, mới tới miền Tây, thì lúc đó miền Tây Nam Bộ mà có như cho tâm đi đó là vùng đất của Campuchia đó. Cho nên quý vị thấy là cái hồi ngày mình trước dễ sợ chưa? Lúc đó là vua A Dục là một cái vị chuyển lương thác lương, ngài tiến tới luôn cả Campuchia là chỗ mà đế thiên đế thích tôi không biết đó, Angkor đó, Angkor Wat đó. Đó là những cái di tích của ngài xây dựng như vậy, quý vị thấy không? Cho nên á, những cái lời huyền ký của Phật rất là hay, chính là nhờ ngài A Dục mà chúng ta mới biết kinh điển như vậy này nó truyền bá. Cho nên khi mà người ăn họ vào họ chiếm Ấn Độ đó, họ không có tin người ăn họ thấy như mình. Nước Ấn Độ cũng phải thế kỷ 17-18 là thuộc địa của anh không quý vị? Cho nên thuộc địa của anh họ mới có những nhà khảo cổ và những nhà mà họ đi qua. Họ đi tới đâu họ coi họ lỡ cái giường, coi như là cái thành Xá Vệ, là nơi cái chỗ mà quê hương của Phật đó, họ tìm hiểu thì vẫn còn có dòng hội Thích Ca sống ở đó. Rồi họ lỡ ngay cái giường Lâm Thị Ni thì họ thấy cái hồ nước, họ thấy có một cái bảo tháp thờ Xá Lợi của Phật. Và nơi đó có viết câu chữ bằng tiếng Phạn: nơi đây là nơi đản sanh của Đức Từ Thị Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ không có tin đâu. Họ mới lấy những cái đá đó về, rồi họ coi những cái chất mà nó, những cái chất vôi mà làm hồ đó, họ dùng cái kỹ thuật phóng dị đồng xạ đó, để mà phóng xạ đồng dị để họ đo cái tuổi, thì họ tính được cái tuổi. Cái gì biết thì ai có trình độ đại học thì sẽ hiểu. Ví dụ họ lộ một miếng đá, họ đo cái tuổi đó là 3 triệu, 4 triệu, 4 tỷ năm, họ dùng cái kỹ thuật phóng xạ đồng dị đó để họ phân tích đó, thì họ đo được cái tuổi, thì họ tính tính ra cái tuổi này, cái tháp này được xây dựng bằng những cái chất hồ này nó có cái niên kỷ là 2700 năm. Họ nói xác nhận với cái thời gian Đức Phật nhập diệt. Cho nên đó, họ nói đây là cái khai sanh của Đức Phụ Sinh. Họ xác nhận là có Phật thiệt chứ không phải là Phật giả. Cho nên người Anh họ, tất cả tam tạng kinh điển của Phật họ bằng trên là thẻ tre và lá bối, người Anh có hết. Anh nó vào lúc đó là anh nó vào và nó kiểm tra những cái tưởng tu viện mà không phải là ở đại học Ananda đó. Hồi đó chỉ có Ananda là cái trung tâm lớn nhất, nhưng mà ngoài toàn nước Ấn Độ nó có những trung tâm nhỏ. Rồi toàn bộ dân chẳng hạn như họ qua tới những cái vùng mà nó nằm quê mà tụi Hồi giáo nó chưa chiếm thì nước Anh nó lấy hết những bộ kinh đó, nó đem về thư viện cho nó, cho nên nó có tam tạng kinh điển. Cho nên khi mà tụi con sợ vào lý lịch của Phật đó, tụi con lên đó tụi con lấy cái quay clip trước. Cái quay clip không phải là của người Việt mà nếu là của người Mỹ thì anh là tôi có biết cái trang web đó không? Nói về lịch sử của ai nó nói rất là rõ, mà nó không có nói dạy dòng cái gì xác nhận gì thôi. Đó, tụi con mới coi cho quay clip, nó lấy tài liệu từ bên Anh. Thì như vậy là quý vị thấy sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn 218 năm ở Ấn Độ có vua A Dục ra đời. Trước đó miền Bắc, Tây Bắc Ấn Độ đã bị tàn phá trong 12 năm trường bởi quân đội diệt chinh của A Lực Sơn Đại Đế. Alexander Đại Đế là ai vậy? Tôi biết ai không? Alexander đó. Người Pháp. Trước đó miền Tây Bắc Ấn Độ đã bị tàn phá trong 12 năm trường với quân đội diệt chinh của Alexander, tức là dịch tiếng Việt là Lịch Sơn Đại Đế. Lịch Sơn Đại Đế thì dịch thành gì thế đó. Còn nhiều trung bộ cũng vừa trải qua các cuộc nội loạn liên tiếp do sự tương tranh của Thích Ca Vương ở phương Nam, Gia Bàn Na Vương ở phương Bắc, Đâu Sa La Vương ở phương Đông. Thích Ca Vương này không phải là Phật Thích Ca mà tên của ông Dương Trùng thôi, kêu là Thích Ca Vương ở phương Nam, Gia Bàn Na Vương ở phương Bắc, Đâu Sa La Vương ở phương Đông và Bát La Bà Vương ở phương Tây. Bốn ông vua này ngày ngày đeo đuổi theo cuộc chiến chinh phá chùa chiền, giết tăng ni, khiến cho dân chúng chịu nhiều nỗi lầm than cơ cực, trong đó riêng Phật Pháp là bị thiệt hại nặng nề nhất. Vì đạo thật không có phải là bị Hồi giáo nó tiêu diệt, mà chính là những
Hồi giáo thì chỉ tiêu diệt từ thế kỷ 13, 14 thôi, nhưng mà trước đó đó là những chư Phật nhập diệt sau 1.000 năm là các ông vua ông đã tiêu diệt. Tại vì cái quyền lợi để cho bạo Hindu đó thì nó được lợi hơn. Vì đạo Hindu đó họ nó chia làm 5 gia cấp. Gia cấp Bà La Môn, gia cấp coi như là vua chúa, phải không? À, sắc đế lợi, rồi gia cấp thương gia, rồi gia cấp trưởng, rồi có gia cấp mà coi như là chiên Đà La và thủ Đà La, tức là nô lệ nam rồi lệ nữ. Mà bây giờ Đức Phật lên không có gia cấp, ở trong cái máu cuồng đỏ và cái mắt cuồng mặt. Và Đức Phật khi mà nhập đệ tử vào tăng đoàn, mà Phật nhận mấy ông mà gia cấp ăn mài, gia cấp mà đi hầu cận vào trước các ông hoàng tử để chi? Để mấy hoàng tử này hạ cái mặt ngã xuống và kêu những người nô tỳ của mình là sư huynh. Cho nên đó, mấy ông vua này sau khi Phật đã vào niết bàn rồi đó, ảnh hưởng của ba tư nặc cũng hết, ảnh hưởng bình sa diên cũng hết, ảnh hưởng của vua a xà thế cũng hết. Còn mấy ông vua sau này thì mấy ông nhiều quyền lợi và mấy ông tự tiêu diệt kinh Phật trước khi mà Hồi giáo vào, để mà càng ghét lần cuối cùng. Theo lịch sử, vua A Dục cai trị vào khoảng 272 năm đến 226 năm trước kỷ nguyên, tức là trước khi Thiên Chúa giáng sinh, quý vị. Tức là trong thời gian 47 năm, tổ phụ của ngài là Chiêm Đà La Cút Đa. Ông này thuộc dòng dõi Mão Ly, cũng gọi là Khổng Tước Dụng, sau khi A Lịch Sơn Đại Đế rút quân. A Lịch Sơn Đại Đế là Alexander đó. Sau khi Alexander rút lui, Chiêm Đà La Cút Đa nổi lên ở miền Tây Bắc Ấn Độ, đánh đuổi các tướng sói Hy Lạp còn lại, dẹp bốn ác vương, thống lập xứ Trung Ấn Độ, lập ra Khổng Tước Dương Triều. Chiêm Vương lại trị vì được 24 năm rồi truyền lại cho con là Tần Đầu Sa La. Vị quốc vương này trị vì được 25 năm mới truyền ngôi cho con là A Dục. Đến khi A Dục vương lên kế vị, thế lực càng mạnh hơn. Vua A Dục dẹp giặc Yết Lăng Già ở phương Nam, quân Kiền Đà La ở phương Tây, kết cục năm xứ Ấn Độ đều quy thuận, tiến thẳng luôn về coi như là ở phương Đông, tiến tới Miến Điện và xuống tới Campuchia, Trung Á tiến qua tới Afghanistan, A Phú Hạn, chiếm hết những cái vùng mà Trung Đông. Sau khi bình định các nơi, qua danh của A Dục Vương lừng lẫy đến ngoài nước, vua đóng đô tại thành Pataliphat xứ Ma Kiệt Đà. Thành này cũng gọi là thành Hoa Thị, ở cách phía tây thành Quân Xá chừng 200 dặm. Khi Phật còn tại thế, đây là một nơi ngài thường đi qua. Tương truyền vua A Dục khi mới lên ngôi thì hung tàn bạo ngược, nhưng sau khi quy y Phật Pháp thì ngài thi hành những chính sách rất nhân từ. Nguyên nhân của sự chuyển hướng này là do trong thời chiến tranh, vua đã gây nên cuộc tàn sát lương dân quá nhiều. Tự mình đã biết lỗi lầm, lại nhân được một bậc cao tăng A-la-hán điểm hóa, ngài mới phát tâm tín ngưỡng Phật giáo. Trong các văn chiếu của những bia đá còn lưu lại, vua đều cho khắc câu chữ này: sự thắng lợi chánh đáng dễ dàng nhất của tôi là thắng được chính mình, chứ không phải là thắng bằng vũ khí. Và lời này tôi học từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mặc dù ngài không còn tại thế. Ngài sau khi ngài ngộ đạo là sự chiến thắng lớn nhất là chiến thắng được cái chính mình, tâm tham sân si của chính mình. Cũng như hồi nãy nó dụ như là Hồng Pháp đấu với Hồng gì? Hồng Thảo. Mà ai thắng cũng thua, mà thắng được tâm sân của mình mới là ngon. Cho nên lúc sư phụ đang ăn là con đứt nó lại, Hồng Pháp ngưng. Nếu mà thắng được thì mới là ngon. Còn thắng không được, bây giờ con có thời gian bao nhiêu con ghi bao nhiêu vài bữa lấy ra cũng là để mà xích ghe chơi thôi. Rồi, xem như thế thì dù biết đến tình sự kiến giải về đạo lý và chú tâm của ngài đối với xã hội là thế nào, khi đã nương về chánh pháp, vua Tôn A La Hán một liên đế tu làm quốc sư, cái ông mà vô mà cúng cho cái tên Đạo Phủ đó là quốc sư, ngài lại cho hoàng đệ Hoàng Nam và công chúa xuất gia. À, tức là sót lại cho mình công chúa, ngài chừa lại một cái người em, ngài có một người em gái và người em trai, một cha thì ngài tha lại, mà ngài cho hoàng đệ và công chúa đi xuất gia làm tỳ kheo và tỳ kheo ni, phát nguyện hết sức hoằng dương Phật giáo. Quốc sư cũng giúp vua nhiều việc quan trọng đối với chánh pháp. A Dục Vương lại tương theo chủ nghĩa từ bi của đạo Phật, ra sắc lệnh bãi bỏ các chài lưới săn bắn, cấm các ngành chài lưới săn bắn.
Rồi các dân chà và săn bám nói đối, nhà vua nói ta cấp một ngân khoản, bất cứ ai săn vào làm chài cứ mỗi ngày vô đây lãnh về ăn ba tháng, ai săn làm nghề săn bám vào tòa cung ta sai nhà coi như quan phát lộc nuôi đủ ba tháng, cứ ba tháng vô lãnh, giống như lãnh của ông phe, ông này là ông vua của ông phe rồi đây, thấy không? Đó. Không cho săn bám nữa, cứ vô tới ngày đó đưa cái trung tên hết và ngày cung cấp cho ăn ba tháng rồi vô lãnh tiếp. Một điều đáng nói, tuy rất nhiệt tâm bảo vệ Phật pháp, song đối với các đạo khác ngài đều hết lòng ủng hộ. Những nơi nào có các vị sa môn hoặc bà la môn có đức giới đức vô điều đến thăm giúp đỡ và hỏi han đạo lý. Sau khi lên ngôi được 20 năm, nghe lời khuyên của trưởng lão U Ba Túc Đa là cái ông mà hàng phục Thiên Ma Ba Tuần đó, vô pháp tâm đi tường bái các thánh tích của Phật Đà, khởi đầu từ thành Ba Ta Lì Phất hướng về phương Bắc, trải qua thành Tỳ Xá Ly đến chỗ Đức Thích Thích Tôn Đản Sinh, rồi từ đó vô lại nôi theo con đường mà khi xưa Đức Phật sắp niết bàn đã đi qua thành Câu Thi La. Trong thẳng lộ trình trải qua này có cho xây 5 trụ đá lớn để ghi dấu các nơi thánh tích. 5 thánh tích ấy là: một là giường Lắm Tỳ Ni nơi Đức Thế Tôn Đản Sinh; 2 thôn U Lâu Tần Lo nơi Đức Thế Tôn tu khổ hạnh; 3 Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Thế Tôn thành đạo với cây Bồ Đề; 4 giường Lộc Giả nơi Phật chuyển Pháp Luân đầu tiên để độ cho 5 anh em Triều Trình Như; 5 rừng Sa La Sông Thọ nơi Phật nhập Niết Bàn. Riêng về trụ đá vườn Lâm Tỳ Ni trên có chạm hình con ngựa, các trụ khác chạm hình sư tử. Đến nay hạ phần vẫn còn, văn khắc cũng rõ ràng có thể phân biệt. Cho đến các nhà khảo cổ nước Anh sau khi chiếm Ấn Độ cũng xác nhận đây, những trụ đá này là cái bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Ông là một nhân vật có thiệt. Sau cùng vua đến thăm Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi có di tháp của các vị đại đệ tử Phật là 10 thập đại đệ tử. Ngoài ra vua còn xây dựng nhiều nhà lâm và bảo tháp, riêng thập đại đệ tử Phật cũng, đệ tử Phật đó, ông cũng xây những cái tháp tượng điện 10 cái thập đệ tử của Phật đó. Theo bộ A Dục Dương Truyện Ký thì vua đã khải thác kho tàng của A Xà Thế Vương, lấy ra được 84.000 viên xá lợi cùng các bảo vật và với nhiều thứ danh hương, tạo ra 84.000 ngôi bảo tháp. Ngài lại nhờ Dạ Xá Tôn Giả dùng thần lực phóng 84.000 tia sáng, rồi sai các quỷ thần mỗi vị bưng một bảo tháp theo chiều hướng mỗi tia sáng mà bay đi, đến chỗ cuối cùng có ánh sáng thì an trí. Ông á, ông vào cái kho, ông khi thấp nhất rồi ông vào cái kho, ông chiếm, lúc đó ông chiếm được trước là Sạch Thế. Thì ông vô là Thế là cái người mà còn tại thế cho khi mà Ngài A Nan nhận cái bàn, tôi có nhớ không? Ngài A Nan dùng thần lực ở trong hằng rồi Ngài bỏ quan tâm bụi, Ngài đốt thân và Ngài phân xá lợi ra làm hai, tôi có nhớ rồi đó. Thì A Xà Thế lấy tiền, thì ông này do khi chiếm được nước A Xà Thế, ông Xà Thế lúc đó đã là chiêm tịch lâu rồi, nhưng mà làm em, làm con, làm cháu, lấy ra từ 84.000 viên xá lợi của Đức Phật, và dùng các bảo vật quà với nhiều thứ danh hương tạo ra 84.000 ngôi bảo tháp. Lại nhờ Gia Xá Tôn Giả là cái ông thầy mà đổ ổng trong cái chỗ mà chặt đầu cái tên mà nó phủ đó, dùng thần lực phóng hào quang, rồi ông đó ông thầy nó phóng hào quang tới đâu đó thì ông sai các vị quỷ thần mỗi một vị bưng một bảo tháp theo chiều hướng mỗi tia sáng mà bay đi, đến chỗ cuối cùng có ánh sáng quang minh thì an trí bảo tháp nơi chỗ đó. Các ngôi bảo tháp ấy được đặt để khắp châu Nam Dương Phù Đề, tức là nó hết quả địa cầu luôn đó quý vị. Tại vì cái ngài A La Hán thầy ổng ông dùng thần lực ổng pháp mà nó mới sai người đi bắt các vị quỷ thần hộ pháp, mỗi người cầm một cái hộ pháp mới bảo pháp bay đi, bay chừng nào hết cái hào quang của thầy ta là thôi, mà A La Hán còn phóng hào quang là hết quả địa cầu. Cho nên 84.000 cái bảo tháp mà ngài A Dục đưa đã được quỷ thần đi khắp cõi Nam Dương Phù Đề. Riêng về xứ Trung Hoa có được 19 tháp, bên Tàu cũng được 19 chỗ. Nhưng vì phúc lực chúng sanh kém nên chỉ có 2 nơi hiện lên, một ở núi Ngũ Đài, một ở chùa A Dục. Là bên xứ Tàu lúc đó cũng được 2 bảo tháp, quỷ thần lại dựng tại đó 2 bảo tháp, một cái bây giờ còn ở chùa A Dục, một cái tại cái núi Ngũ Đài Sơn. Bảo tháp ở Ngũ Đài Sơn được bao trùm trong ngôi tháp lớn, còn bảo tháp ở chùa A Dục sau đổi lại là chùa Quảng Lợi tại huyện Cần, tỉnh Ninh Ba, hiện nay vẫn còn.
Có kẻ cho tiền thiết đơn khó tin, điều ấy chưa biết thế nào, nhưng riêng về thắp sáng lợi chùa A Dục Dương, sự thật có nhiều niềm linh dị. Tùy theo biệt nghiệp, cũng có một viên xá lợi ấy mà những người đến chùa chiêm bái thấy khác nhau, hoặc lớn hay nhỏ, hoặc một viên hay nhiều viên, hoặc màu này màu kia. Có người nhìn vào mà phúc nặng á, tội nặng á, phúc mỏng không thấy. Có nhiều người vô nhìn cái tháp, nhưng mà có người thấy xá lợi, có người không thấy. Mà có người thấy màu này màu kia thì có tin cái đó không? Tùy theo cái phước của mình mà mình thấy khác nhau. Tùy theo phước báo, người thấy Phật, xá lợi Phật màu vàng, người thích màu tím. Có người thích tội nặng không thấy gì cả, hoặc di động hay đứng yên. Các bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa như Hư Vân Đại sư, Ấn Quang Đại sư, Thái Hư Đại sư đều chứng kiến về việc này. Trong thời gian tại vị, vua A Dục đã cho 256 vị tiên giáo sư đi tìm báo chánh pháp ở các nơi. Do đó ảnh hưởng của đạo Phật không những phổ biến khắp Ấn Độ mà còn lan rộng phía Bắc đến dãy núi Tiết Sơn, xứ Ni Ba La, đông đến xứ Miến Điện, Mã Lai và vượt qua tới Tích Lan, xuống tới Campuchia, rồi ở miền Trung Bắc. Ở Trung Đông thì qua đến A Phú Hạng, đến Trung Á, cực Tây đến nước Ba Tư, bây giờ là Iran luôn á. Miền Đông địa Trung Hải và Mon Men đến Ai Cập luôn, này thì quá dễ sợ không có gì không? Bởi vua quá nhiệt tâm về bố thí và ủng hộ các tôn giáo, nên các quan đại thần sợ quốc khố thiếu hụt, đều tỏ ý không tán thành. Vì thế nên niên đại cuối cùng là năm thứ 47 ở ngôi, vua bị thái tử và triều thần quản thúc, khiến cho chí nguyện không được tội, rồi ít lâu sau ngày thăng hà. Cứ đem mà cúng dường quá nhiều là quan đại thần nó sợ nghèo, cho nên nó hợp tác với thái tử, nó bắt nhốt ông lúc mà ông lên ngôi được 47 năm, và sau đó ông buồn, ông chết. Thì cái chỗ này tụi con để ý, phước bao nhiêu phước nhưng mà không có thể thị cái Phật tánh, vẫn là phước, kêu là hữu lậu. Đó chưa cái gì? Ông xây không biết bao nhiêu là công đức, ông nuôi không biết vô tâm đi. Nhưng mà những cái đó có tướng, bây giờ quý vị thấy là ăn con quá vẫn đi vào ngoại diệt đấy quý vị. Những chùa tháp cũng thiêu tàn. Mà chỉ có ngài Lục Tổ mới nói, con thường an trú, ngộ nhập vào Phật tánh. Đó là phước điền vô lượng, không lẽ đi rửa chén, bữa củi mà hơn cái ngày sau vào tưởng. Đi chỗ khác sức làm đi, đừng có nói lung tung. Thì tôi có thấy là cái chữ mà khai thị ngộ nhập Phật tiên kiến là cái công đức lớn nhất. Cho nên kinh Pháp Hoa nó lớn nhất là nó chỉ cho mình khai thị ngộ nhập. Mà cái ông này ông có công là ông nuôi dưỡng hàng trăm ngàn tăng ni, xây 80 mấy ngàn ngôi tháp. Nhưng mà cái đó chỉ là làm cho người ta đi ngoài da của Phật thôi, chứ đâu có vào xương tỷ được, con hiểu chưa? Rồi cuối cùng vì cái nghiệp giết mà ông giết chính tăng, ông giết chính tay chính anh em, ông giết hàng ngàn tù nhân, ông chặt đầu. Thì bây giờ thay vì đó ông chết bị chấm chém, mà nhờ công đức này cho nên bị nó mới làm gì, nó bị cái biệt giam rồi chết thì thôi, còn nhẹ hơn là bị phân thay, phải không quý vị? Cho nên không ai tránh được nghiệp lực hết, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng cũng phải trả nghiệp, nhưng mà trả nhẹ thôi, vì con nó quản chế rồi buồn chết. Mà những tỉnh xá Phật giáo do A Dục Dương lập ra hiện đời đã tiêu tan không còn. Di tác tốt độ tháp thì lúc ngày Huyền Trang qua du học Ấn Độ còn mục đích được 500 ngôi. Ngày Huyền Trang du qua Ấn Độ thời đó đời Đường đó, mà ngài thấy còn được 500 ngôi. 84.000 ngôi mà ngài thấy còn được 500 ngôi. Nhưng bây giờ cũng còn chỉ có sót lại hai ngôi là tháp Tam Kỳ và tháp Ba Nhĩ Hổ. Còn các trụ đá của vua dựng lên chia ra hai loại, có ghi khắc và không ghi khắc. Khi vua mới qua, ngài Huyền Trang thấy được 16. Khi mới qua ngày Huyền Trang thấy được 16 chỗ, xong hiện thời chỉ còn có 9 trụ mà thôi. Đại khái, đối với Phật giáo, vua A Dục đã gây một ảnh hưởng quan trọng, tạo một công đức lớn lao, nên người học Phật cũng cần biết vượt qua. Trong một thời hộ pháp của nhà vua, sự kiện trọng yếu là kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3. Việc này đã tác khởi ngọn gió từ bi lan tràn cùng công cuộc truyền bá Phật giáo mà hiện thời quần chúng các nơi được kinh điển Đức Phật cũng một phần nhờ trong cái kết tập lần thứ 3 này. Dưới đây là duyên khởi của các cuộc kết tập. Cuộc kết tập đầu tiên đó là ghi trên những thẻ tre, mà thẻ tre thì nó hạn chế không quý vị?
rồi tới cuộc tập thứ nhì thì ghi trên lá bối. Mà khi mà cuộc kết tập của vua A Dục đó thì đóng thành tuyệt, và ngài bắt cư dân từ những ngôi trường học trong cái hệ thống nước của ngài đó là học những cái bài kinh pháp cú dạy đó, cũng như thời Vô Định Diệm đó, quý vị biết đó, bầu ơi thương lấy bí cùng đi rằng khác giống như chung một dạng, có câu đó không ha? Trồng trầu thì phải khai mương, lập trai hay vợ phải thương cho đồng. Tôi nhớ cái câu đó hồi nhỏ tôi học, bây giờ vô đó là bắt đầu cái câu đó có không? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Tôi nghe cái thằng Diệm dễ dễ thương mà cho vợ trong cái khung thú mà đánh lương con á, vợ chánh hay vợ thứ, thầy có đồng ý cái đó không? Vợ chánh vợ thứ, mà thứ nhất thứ hai thứ ba đều được hết, vợ thầy thầy không là được tới thứ tám luôn. Thầy thầy không có tôi bên kia là tám bà đó, thì ổng là phải là cái hung thú, ổng là phải là con dòng dòng chánh, dòng hai dòng ba tới dòng thứ tám luôn. Nhưng mà giờ ổng là để không là bỏ hết, không còn bà nào hết. Sau khi đã phát tâm tín dụng, Tam Bảo vô A Dục hằng để làm hộ trì Phật pháp, lúc bấy giờ giữa giáo đồ đạo Phật và Bà La Môn luôn luôn xảy ra những cuộc tranh luận. Hơn nữa trong giới tăng già, hai bộ thượng tọa và đại chúng cũng có quan niệm bất đồng về lý thuyết hữu vô trên phương diện truyền giáo. Muốn cứu giảm mối tệ và điều chỉnh tình trạng trên, vua mới tổ chức cuộc kết tập pháp tạng lần thứ ba để minh chứng lại đâu là chánh pháp, đâu là bị coi như là nó lai theo thời gian sửa đổi. Cứ theo thiện kiến luận của ngài Giác Âm và bộ chấp luận xứ của ngài Chân Đế thì lòng tin của vua A Dục đã đem lại cho Phật giáo sự cứu chuộc rất dồi dào. Nhìn thấy điểm ấy, nhiều kẻ ngoại đạo cải trang làm tăng lữ lẫn lộn trong đại chúng. Thời này có chưa? Thầy này là sư quốc dân đó. Thời vua A Dục thì ổng cũng vừa tăng, thật thấy cái áo là ngày giải ngày cúng sức kho thoải mái, cho nên các ngoại đạo nó bắt đầu nó mai áo cà sa và nó giả dạng để nó nhận cúng dường, rồi nó lại lấy luật của Bà La Môn nó dạy cho đệ tử, cũng như bây giờ đó trong kinh Phật ông Thích Nhật Từ, Phật có dạy cái chuyện dâm dục một ngày là tỉnh sức bao nhiêu không, lại cỡ như tuổi mà 80 là một ngày làm mấy lần, ông có nói mà có không? Không dạy có đâu, mà một tháng mấy lần chứ không có. Ông nói là tuổi trẻ là bao nhiêu tận sức, còn cỡ như là cỡ cô Hồng mà hôm qua là cỡ còn có tháng lại nè. Ông dạy như vậy mà nói cho cái nào, cái quỷ ông dạy thiệt chứ tôi có nói, ông có nói thiệt đó. Còn mà Thích Chân Quang dạy á, Việt Nam á, lấy tiền kiệm mà đánh tàu là hổ, có lấy tiền kiệm nào mà ra? Kinh phong. Kinh lòng cuối. Kinh phong rồi. Rồi đó bây giờ ông Thích Trúc Thế Minh á, lấy luôn á, ông Quang nào bên tàu thờ trong chùa bị cái chữ quá trời, không có lấy tiền kiệm nào ra. Cứ theo thiện kiến lượng của ngài Giác Âm và bộ chấp luận sớ của ngài Chân Đế thì lòng thành tín của vua A Dục đã đem lại cho Phật giáo sự cúng dường rất dồi dào. Bất cứ tăng sĩ nào mà đắc y mà tu hành là cứ đến gần vua là coi như là vua cũng không có tiếc. Cho nên đó, nhìn thấy điều ấy, nhiều kẻ ngoại đạo Bà La Môn cải trang làm tăng lữ ở lẫn lộn trong đại chúng, rồi do tâm chỉ và kiến giải bất đồng, họ mặc áo tăng nhưng mà họ lấy giáo pháp của Bà La Môn để truyền dạy. Cũng như bây giờ các sư quốc dân mặc áo tăng cũng mang tiếng tỳ kheo nhưng mà lấy cái giáo lý của cộng sản ra mà dạy, cái đó mà chết. Họ gây ra tình trạng rối loạn trong Phật giáo, có thể phá hoại chánh pháp. A Dục vương hay được việc ấy cho lọc lựa lại, đưa ra những kẻ tặc trụ, có chữ tặc trụ, tặc là giặc á, trụ là tỳ kheo. Từ đó có danh từ, khi một tỳ kheo vào thì ông hỏi giới luật, ông hỏi kinh điển để mà khảo sát, mà ai không được thì ngài bắt gắp cho cái tội là tặc trụ tỳ kheo, ngài khắc trên đầu cái chữ đó luôn. Xong cái chữ tặc, tặc đó là giặc đó, trụ tỳ kheo tức là giả. Giả và đuổi về đạo của họ. Tuy nhiên trong nhóm ấy cũng có vài trăm người
Bác Đạt không thuộc Tam Tạng Phật giáo, sau khi ông ra cái luận này đó thì ông thầy đã học cũng giống như mấy ông sư mình cũng có sư quốc gia qua bên học lấy tiến sĩ Ấn Độ. Cho nên tuy nhiên trong nhóm ấy cũng vì miếng ăn mới bàn nhau. Bây giờ mà mình á, những người nào mà chưa bị đóng dấu á, là tặc á, thì cứ đi học kinh tu cho đàng hoàng, từ sa di học thuộc rồi đó là trả bài là coi như cũng qua mặt được không? Tuy nhiên trong chung ấy có vài trăm người cũng chịu khó vô đồ tu rồi học thuộc Tam Tạng với Phật, mà phe đạo của ngoại đạo lại thành nếu đuổi hết em có hại cho Phật pháp, do nó vô mới cất một tiệm sáng riêng à, cho họ ở. Bây giờ biết họ rồi đó, vô biết cái thằng này là nó là từ Bà La Môn, từ ngoại đạo nó vô, nhưng mà vô nó đuổi sao được, giờ nó cũng đã học thuộc rồi, cho nên vô lập riêng một cái tiệm sáng riêng cho mày vô đó ở, kêu là cái nhóm nó ở đó đi, vô cũng nuôi. Bình thường là cũng đã cúng dường cho Bà La Môn rồi, nhưng mà bây giờ nó ngày kiếm Phật trọng tác mà bây giờ nó cũng học thuộc kiếm là sao? Bây giờ có nhóm vô có quậy nhưng mà vẫn chịu. Thầy cái nhân nó cũng trả Phật ảnh luôn, nó trả thuộc, trả tiền lương quá trình, trả thuộc, trả lên kiếm trả thuộc, thầy đủ được không? Không được, thôi gì cho mày hỏi đó mày chơi. đọc cuốn sử là mới thấy rất kỳ. Do đó vừa mới kết một tình xá tự chế riêng cho họ ở sau khi ấy nơi ngôi đại già lam kỳ viên tự của vô kiến lập. Tăng chúng có sự bất đồng ý kiến, mỗi lần thiết giới chia ra hai nhóm ở trong và ngoài, kỳ viên không chịu hòa hợp. Tình trạng như thế kéo dài là 7 năm. Thời Phật quý vị thấy không, mới nhập viện có 210 mấy năm mà đã có chấm quế là đúng gì. Cái thời này mà tăng ni chúng ta mà nó nóng lên là chuyện lạ. Chuyện thường hôm qua tôi đứng tôi cúng cô hồn của tôi, bữa nay thời tiết tiền trệ của nó nóng vậy chứ nó đã cháy buồn. Tại đâu cháy đâu thấy gì đâu, nó cháy lòng trong tâm của mấy bà đi của thầy đó. Của nó nóng lắm, nó sắp bùng nổ rồi. Cho nó còn nóng chỗ nào vậy, đâu có ai đút rác rồi, không có đút rác đâu. Của nó mũi nó chạy hết vì nó sợ mấy cái lửa này đi hết rồi đó. Mỗi lần thiết giới chia ra hai nhóm ở trong dầu hoài, không chịu hòa hợp, tình trạng như thế kéo dài đã 7 năm. Vua sai sứ đến khuyên bảo hợp nhất, chúng ta không chịu. Sứ giả nổi giận giết tăng đồ. Ông sai sứ lại, nghe ông nghe giết. Vua hai tin cả kinh vội giả đến chùa xin sám hối và hỏi nên xử sứ giả về tội nào. Trong chiên tăng có người nói do vua sai nên vua đắc tội. Có vị bảo vua không có ý giết tội về sứ giả. Có kẻ cho rằng cả hai đều đắc tội. Vua nghe nói phân nghi không biết xử sao cho đúng. Người thì nói là tại vì ông sai nên ông này lại, tôi nói ta sai lại để xử hòa, tôi không sai là giết. Thì ông nói vậy là ông quan có tội. Rồi cái ông nhóm này nói là ông vua có tội. Cãi riết, vua phân dân không biết ai là đúng ai là sai. Lúc đấy có vài vị lớn tuổi phiên vua nên hỏi quốc sư. A Hô Hằng thịt ý kiến của ngài Mục Liên Đế Tu là cái ông mà đầu tiên mà độ cho cái ông Giao Đao Phủ đó cái gì? Là trong cái tài ngục á. Tôn giả Đề Tu xét biết có kẻ lẫn lộn dùng lý thuyết phân biệt để chia rẽ đại chúng và gây ra sự rối ren, nên ta đã và trục xuất những người phá hoại. Xong việc ấy, ngài tập hợp các vị thánh tăng và những vị tài đức đến thành Ba Ta Li Phất Bố Tát Thiết Giới và kiết tập pháp tạng lần thứ ba. Công cuộc tổ chức này do nhà vua ủng hộ. Trong đại hội lúc ấy có đến 1000 vị đại đức tỳ kheo do tôn giả Mục Liên Tu Đế làm thượng thủ. Việc kết tập đã diễn ra trong vòng 9 tháng nhằm thời gian A Dục Dương tại vị năm thứ 18. Sau khi kết tập pháp tạng, tôn giả Đế Tu lại nêu ra yếu nghĩa của các tông và viết lại thành cương quyển luận sự luận. Qua cuộc kết tập, ngài Mục Liên Đế Tu nghĩ rằng sau này noi gương nào Phật pháp sẽ được tồn tại lâu dài, nghĩ đoạn. Tôn giả liền nhập định quan sát, thấy chánh giáo sẽ hưng thịnh ở miền biên địa. Sau khi xuất định, ngài khuyên các vị trưởng lão đi đến các nơi ấy để tuyên dương Phật pháp. Lúc đó đại đức Mạc Văn Đề lãnh phần đến nước kế tên tức là Kashmir. Kashmir này là cái vùng nằm giữa Ấn Độ và Pakistan, nó đang có những tranh chấp mà nó có những trường hợp luôn đó. Kashmir hồi đó cũng là thuộc địa của vua Matinat đó, không đúng A Dục. Lúc đó đại đức Mạc Văn Đề lãnh phần đến nước kế tên tức là Kashmir và Kiền Đà La
Tích Ca Thất Di Ca và đến nước A Phú Hãn, tức là Afghanistan đó, để mà xây dựng tượng Phật. Ngài Ma Ha Đề đến nước Ma Hê Đạt La, tức là miền Nam sông Ấn. Ngài Lạc Khí Đa đến nước Ba Tư, tức là Iran, để mà hoàn pháp. Ngài Đàm Mô Đức đến nước Abalandaka, tức miền Duyên Hải Bắc Bộ mạnh mẽ. Ngài Ma Ha Đàm Mô Đức đến nước Trung Ấn. Ngài Ma Ha Lạc đến nước miền Tây Bắc Ấn Độ, lãnh thổ người Hy Lạp xứ A Phú Hãn. Ngài Mạc Thị Ma và Ca Diếp Ba đến xứ Tiết Sơn, Hy Mã Lạp Sơn, dễ sợ cho quý vị. Không truyền tới Hy Mã Lạp Sơn, tức là tới Tây Tạng luôn. Ngài Tu Na Ca và Quốc Đa La đến nước Kim Địa, tức Miến Điện. Ngài Sa Mấn Đà và Nhất Địa Tàu đến nước Đồng Điện, cũng gọi là xứ Tử Quốc, tức xứ Tích Lan. Các vị trưởng giả, các vị trưởng lão khi đi đều có đem đệ tử từ đó về sau, đúng như lời tiên đoán của Ngài Mục Liên Tu Đế. Phật giáo tiến triển theo hai đường Nam Bắc. Đường phía Bắc truyền qua Tây Vực vào Trung Hoa, đường phía Nam thì phát triển mạnh ở Tích Lan. Về nội địa Ấn Độ, Phật Pháp cũng bành trướng tùy theo giáo khu, sắc thái địa phương ngày một rõ rệt, sự tranh chấp nổi lên rất nhiều. Kỳ kết tập lần thứ ba là tôi hiểu rồi, là do công vua A Dục, cái 1000 vị đại đức ở trong đó thì thánh tăng tiền khoảng 300 vị, còn 700 vị là phạm tăng. Càng ngày cái thánh tăng nó bớt đi, tôi cũng hiểu rồi. Nhưng mà thời đó vẫn còn là chánh pháp, tại vì Đức Phật nhập diệt từ năm đầu tiên cho đến 500 năm được kể là chánh pháp. Mà lúc đó vô tại do A Dục là mới có 250 năm, cho nên dần giữa thời chánh pháp. Còn mình bây giờ cách Phật 2600 năm, quý vị thấy là mình tệ cỡ nào rồi đó. Kỳ kết tập thứ tư, sau khi vua A Dục Dương qua đời, con là Thiện Sinh, cháu là Thập Sa Vương kế tiếp lên ngôi. Hai ông vua này vì thấy cha mình sức tiền sức của, làm cho để lại cái gia tài không có bao nhiêu, cho nên bắt đầu là tàn phá đạo Phật và sùng tín hoài đạo. Quý vị thấy rõ ràng đó. Những ông vua mà cũng thờ Phật bao nhiêu thì những ông con lên lại phát bấy nhiêu. Bên Tàu nó cũng vậy đó quý vị, là họ thấy là tại cha mình mà để lại gia tài mình không còn cái gì hết, nghèo. Sau khi A Dục Dương qua đời, con là Thiện Sinh, cháu có Thập Sa Vương kế tiếp lên nối ngôi. Hai ông vua này đều sùng tín ngoại đạo. Đến trước Tây Lịch Kỷ Nguyên năm 184, tức là sau khi mà Chúa ra đời được 184 năm đó, nhập đời vua Đa Sa Quan Đại Thần Đương Tiều là Bố Sa Mật Đa, chấp chướng binh quyền rồi thí vua, là tức là ám sát vua mà tự lập. Dương Triều Khổng Tước từ đây mà đổ, nhường cho Dương Triều Quân Ca lên thay thế. Triều này đến đời vua thứ 10 là Thiên Địa Vương, lại bị Viên Đại Thần là Tài Thiên xóng ngôi mà kiến lập ra Dương Triều Ca Tư Bà. Các vương triều trên chỉ cuộc hạt trong phạm vi Trung Ấn và đều sùng tín ngoại đạo, nên những bậc thạc đức của Phật giáo đều di truyền ra khỏi nước ngoài. Từ khi vua A Dục băng hà cách phạm thời gian 300 năm sau, tức là vào thời Tường Pháp rồi đó, không nhập diệt được, không thăng hà được 300 năm đó, thì coi như ông ra đời lúc đó là 218 năm sau khi Phật diệt, thì bây giờ nó cộng thêm 300 năm, đó là 518 năm, đã bước qua thời kỳ Tượng Pháp 18 năm rồi. Ở miền Bắc Ấn Độ có vua Ca Nị Sắc Ta ra đời tiếp tục ủng hộ chánh pháp. Điều nên nhắc nhở, trước khi vua Ca Nị Sắc Na ở miền Bắc Ấn Độ đã có vua Di Lan Đà, quý vị nhớ là cái vua Di Lan Đà là Na Tiên Tỳ Kheo không? Đó, cái câu chuyện đó là Na Tiên Tỳ Kheo đấu với vua Di Lan Đà, đó là cái thời Tượng Pháp rồi đó. Ông Na Tiên Tỳ Kheo cũng chiếm quả A-la-hán đó quý vị nha. Cũng là người của đạo Phật, vị quốc vương này gốc người Hy Lạp, đem quân xâm chiếm vào Bắc Ấn, vượt qua sông Tín Độ, đóng đô ở xứ Xá Kiệt, chiếm hữu các vùng đất dọc theo phương thượng lưu sông Hàn. Vua Di Lan Đà nghe theo Long Quân Luận Sư Na Tiên Tỳ Kheo quy y Phật Pháp, giữa vua và Luận Sư có cuộc kiến đáp về Phật Pháp được người bây giờ ghi chép, tức là kinh Na Tiên Tỳ Kheo của Bắc Tông. Hai kia Di Lan Đà hỏi đạo của Nam Tông. Đây là bằng chứng minh xác người Hy Lạp theo Phật giáo mà chính vua là kẻ đầu tiên.
vua vua coi như là người Hy Lạp đó, là gì? À, vua Di Lăng Đà, vua Di Lăng Đà lên ngôi khoảng 150 năm về trước kỷ nguyên, cho thấy Hồi giáo đó, hồi xưa đó, từ Thổ Nhĩ Kỳ mà nó qua nó tàn phá, lúc đó là kể cả Hy Lạp các xứ mà Hồi giáo bây giờ còn là Ba Ấp Gia Đức Tăng, rồi còn là Phật không có gì. Nhưng mà sau này nó chuyển động là hồi bởi vậy đó, cái thời gian nó thay đổi là tại vì các triều đại nó phân biệt, chính những xứ đó là những xứ mà cái vị tổ đã nói là Phật pháp hương thịnh ở những cái xứ biên địa Hà Tiện vậy nha. Mình coi cái xứ, thật ra xứ Dầu Quả ngày xưa đó, mà lúc chưa có Dầu Quả thì các xứ đó nó nghèo lắm, quý vị biết không? Yeah. Ai Cập, Hy Lạp, Thái Lan rồi nó nghèo lắm. Đâu khai thác. Là nó kêu là sống trên cái vùng sa mạc, nhưng mà nhờ cái Dầu Quả sau này tụi nó là sướng. Cho nên tổ tiên của cái dân Trung Đông là rất là khổ. Bởi vậy ngài tổ này dùng thần thông này nó sướng, đó là xứ biên địa Hà Tiện. Quay mà nó đụng được những tượng đá là coi như là di sản thế giới, bởi vì tụi Taliban nó giật á. Vua Ca Nị Sắc Ca tại vị vào khoảng 124 đến 150 sau Công Nguyên. Ngài thuộc dòng Nguyễn Thị, một dân tộc ở miền Tây Vực. Nguyễn Thị vốn là giống dân du mục trú đóng tại biên cảnh Trung Hoa. Tụi có biết Tây Vực là xứ nào không quý vị? Nó dường như là nó nằm giữa Ấn Độ với nó nằm giữa Mông Cổ rồi đó. Nó miền cứ như là Tân Tân Cương đó quý vị. Mà những dùng cái xứ đó nó sống du mục mà. Nguyễn Thị vốn là dòng dân du mục trú đóng ở biên giới của Trung Hoa gần tỉnh Cát Túc. Vào đầu nhà Hán dân tộc này di cư đến thông lãnh chiếm đoạt lãnh thổ của Hy Lạp, đến đuổi hậu vệ của vua Di Lan Đà, lập ra vương triều Quỷ Xương Hầu. Ca Nị Sắc Ca chính là vua thứ ba của triều này. Trước tiên vua đóng đô ở thành Bá Lô Sa thuộc xứ Kiền Đà La, sau thiên đô về thành Ca Nị Sắc Ca tại nước Ca Thấp Di La. Theo lịch sử, đây là một thời đại vua Đại Thạnh chiếm lãnh toàn xứ Ấn Độ, thế lực rất hùng mạnh. Phương Nam chinh phục Trung Ấn, chiếm thành Hoa Thị, phương Tây tức Hàn, tức nước An Tức, thuộc Ba Tư bây giờ. Phương Đông chiếm xứ Ba Mễ La của Tây Tạng, đồng thời lại còn chiếm cả lãnh thổ của nhà Hậu Hán. Của nhà vua Du Điền là xứ Khô Can cũng bị ông vua này chiếm luôn. Thời kỳ trước đó, xứ Ấn Độ trải qua nhiều phen loạn lạc, Phật giáo bị ngoại đạo áp bức, các vị trưởng lão thuộc bộ phái Tất Đà La Thiết Nhất Thiết Hữu Bộ di cư sang lánh nạn ở xứ Ca Thấp Di La. Hoàn cảnh này đã đưa vua Ca Nị Sắc Ca đến chỗ tín ngưỡng Phật giáo. Về dấu tích hộ pháp, vua có kiến tạo rất nhiều tháp để thờ xá lợi của Phật và các vị A-la-hán, đặc biệt là tòa tháp cao hơn 40 trượng, trong đó thờ Phật. Ở tại thành Bá Lộ Sa, ngoài ra vua Ca Nị Sắc Ca lại còn khuyến khích duy trì nền mỹ thực Phật giáo. Của Kiền Đà La, những sự nghiệp đáng kỷ niệm hơn hết của vua là lần kết tập thứ tư tại xứ Ca Thấp Di La. Theo Tây Tạng truyện, cứ mỗi ngày vua Ca Nị Sắc Ca thỉnh một vị tăng vào cung để thuyết pháp và chính mình duyệt lãm các kinh luận. Thấy giáo nghĩa trong các bộ không giống nhau, vua lấy làm ngờ vực, đem hỏi ngài Hiếp Tôn Giả. Tôn Giả giảng giải cho vua biết vì lý do Phật giáo có 20 bộ phái, tới cái thời này là có 20 bộ phái. Phật nhập diệt có 510 mấy năm mà đã có 20 bộ phái. Nên cách trình bày giáo nghĩa của mỗi bộ phái đều khác nhau, tuy nhiên đường lối quy hướng chung cũng đồng về một trung tâm điểm là giải thoát luân hồi sanh tử. Vua nghe thấy thế, nảy ra ý nghĩa dùng hội giáo nghĩa mở đại hội kiết tập pháp tạng. Trước tiên vua hạ lệnh chiêu tập các học giả khắp trong nước để tiện lấy những học giả rộng tài cao, tinh thông tam tạng. Kết quả sự hiệu triệu này được 500 vị Bồ Tát, 500 vị A La Hán và 500 vị bậc học giả tại gia. Dễ sợ không? Cũng quy động được 500 vị Bồ Tát, 500 vị A La Hán và 500 vị bậc học giả tại gia. Sau khi đó, cuộc kết tập đã diễn ra ở tỉnh Xá Nhĩ Hoàng Lâm, thuộc phạm vi thành Ca Nị Sắc Ca. Trong pháp hội này, đại chúng xin tôn ngài Thế Hữu, một vị đại A-la-hán làm thượng thủ. Ngoài ra lại còn có bốn vị phó là các đại đức Hiếp Tôn Giả, Pháp Cứu, Diệu Âm, Giá Thiên. Các vị trên đây chú thích kinh luật luận mỗi thứ 10 dạng bài tụng, tất cả là 30 dạng bài, gồm 660 dạng lời. Kỳ kết tập này tam tạng đều được khắc vào bản bằng đồng,
chứ không khắc bằng giấy, vì giấy nó bị thời gian nó để hủy hoại hết. Trước sau phải mất 12 năm mới xong cái tập kinh điển này dài không quý vị? 12 năm. 500 vị Bồ Tát, 500 vị A-la-hán, 500 vị học giả. Sau khi hoàn thành, vua cho xây cất một bảo tháp rộng lớn để tàn tử các giữ người giữ gìn để ngăn ngừa sự lẫn lộn của học thuyết ngoại đạo. Nếu ai muốn học hỏi và nghiên cứu chỉ được xem ở trong tháp, tức là giống như cái thư viện vậy đó, lính giữ nhưng mà không được lấy ra. Nhà vua lấy lý do lấy ra ngoại đạo, nó căn cứ những này cái gì nó sửa lại giống giống rồi người ta lầm lẫn. Đó. Cấm không cho đem ra bên ngoài, chi thế và kinh và lực tạng cũng sớm bị thất lạc, do đó phần chúng thích của Tỳ Sa Luận gồm 200 quyển do Ngài Huyền Trang dịch là hiện còn lưu truyền ở bên Trung Quốc. Nội dung của bộ luận này tổng hợp giáo nghĩa dị đồng của các bộ phái để hoàn thành học thuyết của hữu bộ. Sau cuộc kết tập, các bộ phái đều nhận chân giáo lý Phật, không còn tranh chấp nhau nữa. Vua Ti tín ngưỡng nhất thế hữu bộ, song đối với các bộ phái khác cũng đều công nhận và ủng hộ một cách bình đẳng. Đương thời do Mã Minh Bồ Tát, tôi không biết Ngài Mã Minh Bồ Tát không, nằm trong 28 vị tổ mà của Thiền Tông đó. Đại thừa Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu hưng thịnh, về phần trị quá thì các nước trong và ngoài không lệnh đều được dưới quyền vua Ca Địa Sắc Ca. Cho nên xét về phương diện chính trị và tôn giáo, sự du nhập của đạo Phật sang Trung Hoa cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi hai điều trên. Đại thừa kết tập khi Đức Như Lai còn tại thế, đối với hạng du thường, Ngài chỉ thuyết pháp một cách phổ thông bình đẳng, không phân biệt là đại thừa, tiểu thừa chi cả. Tuy nhiên trong lời thuyết pháp của Phật đôi khi có hàm ý giáo lý đại thừa, chẳng hạn như trong kinh tiểu thừa, chúng ta thấy có danh từ A Đà Na thức. A Đà Na là thức thứ 8, thức này không phải cảnh giới thanh văn có thể thấu triệt được. Cho nên khi đọc tới danh từ đây, họ chỉ hiểu là thức thứ 7 của ngã chấp mà thôi. Sự dẫn chúng đại thừa pháp hàm ẩn trong kinh giáo tiểu thừa, Nguyễn Nhiếp Đại Thừa Lực có phân tích rành rẽ. Sở dĩ Đức Thế Tôn không đem giáo nghĩa đại thừa mở rộng giảng cho hàng tiểu căn nghe, vì sợ họ không hiểu rồi sinh lòng phỉ báng mà mang đọ. Theo trong kinh, chấp nhận được giáo lý đại thừa chỉ có ba hạng. Thứ nhất, hạng Đăng Địa Bồ Tát, tụi con mà nghe kinh Diệu Pháp, nghe kinh Lăng Nghiêm, nghe kinh Địa Tạng, nghe kinh A Di Đà, nghe những cái thạch chú mà tụi con chấp nhận được là phải có ba loại. Nghe đây, hạng Đăng Địa Bồ Tát, tụi con đã từng là tu hành ở cái bậc Đăng Địa Bồ Tát, khi đã chứng pháp thân, thấy vô số tịnh độ, quế độ của mười phương, được nghe chư Phật mười phương thuyết pháp. Bởi lý do này, đối với Phật giáo, Bồ Tát tin chắc có vô lượng chư Phật ở tha phương thế giới, không như hạt thanh văn chỉ biết trong phạm vi là chỉ có Phật của Ta Bà là bổn sư. Cho nên nhiều ông mà đi học tiểu thừa về nói chỉ có nhiêu, chỉ có Phật Thích Ca mà thôi, tụi con hiểu chưa? Và mấy ông đại thừa thì hằng hà xa số chư Phật. Hai cái điểm đó là bên tiểu thừa là chỉ có Phật Thích Ca à. Tại vì thời đó Đức Phật dạng cho hàng thanh văn mà Ấn Độ hồi đó thì nói thế giới này thế giới kia, xa quá, sau đó gần tới năm 70 tuổi bắt đầu Phật mới giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phật nói phương đâu có thế giới nào, phương tây có thế giới nào, đó tụi con phải hiểu. Cũng như hồi xưa mà những người theo thầy Thông Lai từ những ngày đầu, nó làm gì có chú Phật Đản Thân Thắng, làm gì có chú Tiền Lương Quán Tầm, làm gì có chú Chuyển Đề mà nghe nhạc, thấy không? Rồi đi về chủ Chuyển Đề nghe tụ kiểu xưa là thể thủ y tu tất đế mày cắt rồi, Chuyển Đề bây giờ có nhạc rồi hay lắm, thì nó nói mày tầm bậy, tao có là chánh tông mà tao theo Phật trong thầy Không Lai từ hồi cũng mẫn rồi. Thì bây giờ những người vô sau này là cãi người kia, thành ra hai bộ liền, được con hiểu không? Thì theo thời hạng Đăng Địa Bồ Tát, ai mà nghe kinh Diệu Pháp mà không có khởi lòng phỉ báng, ai trên Địa Tạng mà giữ niềm tin, ai trên kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm là của Phật, nghe kinh Di Đà là của Phật, người này đã từng là hạng Đăng Địa Bồ Tát. Bậc Bồ Tát khi đã chứng pháp thân, thấy vô số tịnh độ, quế độ ở mười phương, được nghe chư Phật mười phương thuyết pháp. Bởi lý do này, đối với Phật bảo, Bồ Tát tin chắc có vô lượng chư Phật tha phương thế giới, không như hạng thanh văn chỉ biết trong phạm vi của cõi Ta Bà và chỉ tôn thờ một vị Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nói không có Di Đà, nói không có Quan Âm, đó là chuyện thường. Đối với Pháp Bảo, Bồ Tát tin hiểu có vô lượng pháp môn độ sinh, không như hàng thanh văn chỉ chấp nhận có Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên. Quý vị hay coi các thầy
mà ở bên Nguyên Thủy họ giảng là Tứ Diệu Đế 12 nhân duyên vậy thôi, chứ họ có giảng gì nhiều Bát Chánh Đạo, hoặc là họ lấy kinh Vi Diệu Pháp mà giảng. Và các tiểu pháp khác đối với Tam Bảo Bồ Tát diễn rằng có vô lượng chư Bồ Tát mười phương không như hàng thanh văn, chỉ biết có Di Lặc Bồ Tát sau sẽ thành Phật và các vị A La Hán như sáu lượng bất trợ một kiền liên. Đó. Thứ hai, hạng thanh văn, nếu chúng ta không phải là cái loại này thì chúng ta là loại thanh văn tin nơi lời Phật và pháp Tam Đại Thừa. Thầy trò chúng ta không thể là Bồ Tát đâu, nhưng mà trong quá khứ từng là hạng thanh văn tin nơi lời của các Phật đời quá khứ và pháp Tam Đại Thừa. Đại thừa thì không phải là cảnh giới có hạng thanh văn, nhưng do tin lời Phật mà chấp nhận. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn bảo sáu lời Phật pháp quân này dưới đạo quả của ông hãy còn nương nơi thần lực của ta mà tin hiểu, bao nhiêu hạng thanh văn khác chỉ tùy hưởng Như Lai mà tin thọ, chứ không phải do trí huệ của chính mình. Mà nếu mà không lơ vào cái hạng mà thứ hai này thì lơ vào hạng thứ ba, thì rồi chúng ta đã từng là cái hạng thứ ba. Hạng phàm phu có chủng tử đại thừa. Hạng phàm phu có chủng tử đại thừa. Đây là những hạng đại thừa chủng tánh trong năm tánh kinh Phật. Hạng này nhiếp luôn cả sơ pháp tâm Bồ Tát, hoặc là trong đời quá khứ tụi con đã từng thọ giới Bồ Tát. Trong này có nhiều người đã thọ giới Bồ Tát rồi, cho nên nhờ cái giới đó mà chúng ta được nhân duyên nghe kinh đại thừa mà không khởi tâm phỉ báng. Đây là những hạng đại thừa chủng tánh trong năm tánh thanh kinh Phật. Hạng này nhiếp luôn cả sơ pháp tâm Bồ Tát và hiền vị Bồ Tát tiên chưa chứng đạo quả, nhưng hàng đại thừa chủng tánh do nhiều kiếp về trước đã quân tập pháp đại thừa, nên một khi nghe đến pháp liền tinh thọ. Như kinh Kim Cang, kinh Vô Lượng Thọ đều nói, nếu có người nào nghe pháp này mà tinh thần, nên biết kể không phải chỉ gieo căn lành nơi một hai đức Phật, mà đã từ vô lượng chư Phật về đời trước. Lại đại thừa có nhiều pháp môn, nên sự quân tập của hàng đại thừa chủng tánh cũng có ít nhiều sai biệt. Như cũng đồng đại thừa chúng tánh mà có kẻ tin pháp Bát Nhã, song không tin pháp bí mật về mật tông, hay tin pháp bí mật nhưng không tin pháp tịnh độ, hoặc tất cả đều tin, có hạng không có chúng tánh này. Có người tu đại thừa nhưng mà không thích trì chú, mà có người tu đại thừa thích trì chú mà không thích tụng kinh. Như bên kia đó là trong đệ tử của ông Tỷ Đức Trẻ, ông nói con tụng kinh không được mà không thích trì chú, có được không? Thì thích trì cứ trì. Ủa đó con tụng kinh là con tụng không được là đúng ra, nhưng mà trì chú thì chị lo thôi. Nó vậy thì ông có chủng tử trì chú mặc dù đại thừa, nhưng mà bởi trong kinh này có nói rõ nè, dù học hết bao nhiêu pháp tạng, kết cuộc sự tin hiểu và lối giải thích nếu không tiểu thừa cũng thế gian, không thế gian cũng ngoại đạo. Thật đúng như câu nhất đại tạng kinh đô khánh tận bất tri thùy thị cá trung nhân, một đại thạch kinh xem đã hết, biết ai là kẻ ở trong đây. Trong một đời giáo hóa Đức Thế Tôn Phật nhiều đối giáo pháp thông thường, tuy nhiên đối với hạng đại căn ngài lại diễn môn đại thừa đặc biệt. Những kỳ thuyết pháp này có khi Đức Phật nói ở Thiên Cung, nói ở Long Cung, hai nơi hải đảo non cao, hoặc riêng trong chúng hội có căn cơ tham tín nhận được. Từ trước đến nay sở dĩ có cuộc dẫn giải dài dòng là để học giả tin pháp đại thừa có thật nhưng rất khó tin. Nếu không phải là người đã sẵn đại căn vì khó tin, nên khi Phật nói kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú có 5.000 vị A La Hán chứng tứ đạo quả rút lui khỏi pháp hội, thì chúng ta là ai? Phải không? Thời Phật họ đã được Phật truyền giới mà họ còn bỏ họ đi không nghe chịu diệu pháp, mà thầy trò chúng ta chịu nghe diệu pháp là chúng ta thấy căn lành không nhỏ rồi nha. À, căn cứ theo kinh của các tập đại thừa giáo đã diễn ra 3 lần ở 3 nơi. Lần thứ nhất như kinh Bồ Tát Xứ Thai nói, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ 7 hôm, ngài Maha Ca Diếp dùng thành thâm chiêu tập 500 vị A La Hán đến Sa La Sông Thọ, đồng thời lại các có các bậc đại A La Hán ở 10 phương vân tập tới vạn xứ. Lúc ấy trong đại hội có 8 ước 4.000 chúng A La Hán. Sau khi Tịnh Tôn giả A Nan lên tòa thích bảo, ngài Đại Ca Diếp nói pháp tạng của Phật nhân giả đã thọ trì, dạy sinh tùng tiên, lại đừng để sót một lời nào. Đây là bà thượng thiền tâm lấy từ trong cái bộ kinh Bồ Tát Xử Thai, thì nói là 7 ngày thôi, nói 7 ngày. Quý vị thấy chưa? Thì bà thượng thiền tâm cũng nêu ra và thầy cũng nêu ra, từ con biết cho nên á, nó truyền đạt ra đó, nó tùm lum hết rồi. Trong cái bộ kinh Bồ Tát Xử Thai nói, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ được 7 hôm, thì ngài Ca Diếp, ngài chiêu tập 500 vị A La Hán
ở Ta La Sông Thọ, rồi ngài kết tập kinh điển mà của ngài A Nan lên tòa, rồi không có nói về những cái lúc mà xử phạt ngài A Nan. Nhưng mà theo thầy nghĩ đó, là ngài A Nan còn là sơ quả, không thể nào mà đứng thuyết pháp cho cái gì A La Hán nghe được hết. Rồi con hiểu cái điểm đó, cho nên mình cũng nêu lên, bởi vì hòa thượng thì ta cũng nêu lên những cái bộ kinh mà nói như vậy cho thầy cũng nêu lên cho mình biết. Khi ấy giữa chúng hội ngài A Nan trùng tiên pháp tạng chia thành ba loại bộ: Bồ Tát, Thanh Văn và Giới Lực. Riêng về tạng Bồ Tát, tôn giả lại phân ra tám biệt tạng là Thai Quá, Trung Ấm, Đại Phương Đạo, Giới Luật, Thập Trụ Bồ Tát, Tạm Tạng, Kim Cang và Phật Tạng. Lần thứ hai như lượt trong kinh Luật Chí Độ nói, sau khi Phật nhập diệt, các vị Bồ Tát Quan Thù Di Lạc dùng thần thông đem ngài A Nan đến núi Thiết Quy. Tại nơi đây đã có vô lượng chúng Bồ Tát Thanh Văn cùng Thiên Long Bát Bộ vân tập. Lúc đó giữa chúng hội ngài A Nan kết tập ba tạng kinh Luật Luận của Đại Thừa. Thế cho trong một cái bộ kinh Luật Chí Độ thì nói là ngài Văn Thù, ngài Di Lặc dùng thần thông đưa A Nan lên núi Thiết Di để mà kết tập kinh điển. Bây giờ thấy chưa, ba tạng kinh Luật Luận. Kế đó các Bồ Tát lại đem ngài đến núi Kỳ Sà Quật kết tập ba tạng kinh Tiểu Thừa, đưa lên trên đỉnh núi Thiết Di á, thì kết tập với bộ kinh Đại Thừa. Rồi là đưa ổng đi xuống chỗ núi Kỳ Sà Quật, nơi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp, thì kết tập những bộ kinh Tiểu Thừa. Lần thứ ba như Đại Nhật Kinh Sớ nói, cuộc kết tập Bí Mật Tạng được chia làm ba bộ phái. Bộ phái Tự Môn, bộ này do ngài A Nan kết tập, gồm hai môn loại Kim Cang Giới và Thai Tạng Giới. Thứ hai, bộ phái Sơn Môn, bộ này cũng kết tập hai môn loại trên, nhưng Bồ Tát Kim Cang Thủ là chánh hội chủ, tôn giả A Nan là phối hội chủ. Lần thứ ba, bộ phái Đông Tự, bộ này do Kim Cang Thủ Bồ Tát kết tập lại tập bộ ở hai môn loại trước. Tóm lại, hai vị kết tập trước nội chung là Đại Thừa kết tập, xứ sở là Sa La Sông Thọ và Thiết Quy Sơn. Kỳ kết tập thứ hai gọi là Bí Mật Kết Tập, xứ sở chưa được rõ. Thì bây giờ bữa nay đó là thầy giảng từ 2 tiếng đồng hồ, đem những cái hiểu biết mà thấy nó có chân chánh để tụi con nắm rõ, để tụi con sau này đừng có còn phiêu cái gì hết. Tại vì người mà lấy từ cái bộ của cái kinh này thì nói là có 7 ngày, người lấy cái bộ kia đó để coi tượng tọa bộ thì 90 ngày, người lấy đại chứng bộ đó thì 218 ngày. Bây giờ lung tung hết, tụi con hiểu không? Nhưng mà quan trọng là coi chúng ta phải dùng cái trí huệ Bát Nhã để con nó đúng hay không. Bộ kinh nào mà nói về cái sự khổ thế gian này là đúng, đời một đời này có mắc cái khổ, thấy không? Bộ kinh nào mà xỉm dương lên cõi trời cho làm phước, bộ kinh đó không đúng. Thì con nhớ là nó chỉ là ngoài da thôi. Có những bộ kinh mà Phật dạy tu thập thiện xỉm dương để mà về cõi trời, nhưng mà bộ kinh đó kêu là cái da của Phật, thấy không? Còn bộ kinh nào mà nói đó, làm phước kiểu này là cái quả của đời thứ ba đó. Đó. Cái quả của đời thứ ba đó, hưởng phước là làm bảy đó nha. Cho nên đó, tụi con dùng cái trí huệ để hiểu rồi. Và tụi con phải tin là Phật Pháp mà còn kéo dài tới giờ này, một bộ kinh Phật Tông thôi mà nó mười mấy năm từ tay của ông thân sinh của thầy là thầy Kiến Châu mà truyền không được qua sư phụ đó, mất rồi mười mấy năm sau nó vô tay điện tử thầy, rồi nó lên truyền tới cái ngày giờ. Thì một cái bộ kinh thường như vậy thôi mà tới cái thời này nó phải đưa ra, đưa sớm không được, đưa sớm tại vì tịnh độ tâm còn quá thịnh, các bậc tôn túc ngài Ấn Quang Đại Sư còn quá thịnh, ngài Hư Dân Đại Tư còn. Tới cái thời này á, tôi tội nặng phước mỏng, tôi lại chống cộng dữ dội tổ đức, cho nên đưa bộ Phật Tông này cho tôi để lấy niềm tin cho đệ tử. Tôi không có thấy rõ bộ pháp đối với một phạm tăng như thì theo Thích Thông Lai mà ngài còn hộ, huống gì là những bộ đại tạng kinh mà các ngài cũng hộ cái gì, hộ không? Lấy cái niềm tin đó để biết rằng những bộ kinh mà lưu truyền được các bậc cao tăng học đức mà để lại chúng con đừng có, từ nay chúng con phải đem coi cái người phê bình bộ kinh đó là ai. Tư cách của Thích Nhật Từ có thể so sánh với hòa thượng Hư Vân và ngài Kim Hóa không? Cái góc chân còn không được, nó sẽ đừng có mà so sánh, đúng không?
không chỉ xứng đáng làm coi như đạo diễn phim con heo mà thôi. Biết đâu một ngày nào đó là những Hollywood mà nó chiếu phim con heo nó mời ta làm đạo diễn. Rồi trân trọng kính chào quý vị. À, chúng tôi tới giờ ngọ và chúng tôi thọ trai. Tôi cũng có một số việc phải hoàn thành, là tôi phải vẽ ra một số cái sơ đồ để tôi đưa thầy Thầy Minh thiết lập cái tháp như thế nào, cái container như thế nào, và tôi đi đến cái chương trình tôi báo cho biết luôn đơn giản để tốn tiền Phật tử và tốn tiền của đại chúng. Vì dùng đó là dùng gió quá mạnh, cho nên chúng ta không thể đưa mấy bà già vào trong đó tu 10 ngày mà không có chắn gió, thì cái chắn gió duy nhất là những container 40 feet, cao 9 feet 6, ngang 8 feet, bằng sắt. Nó có thể để đồ, nó chở từ Việt Nam qua đây, chở từ Trung Quốc qua đây, rồi quý vị có tính cơ nào một container để vận chuyển. Chúng tôi mua là mỗi một container là giá là theo nãy là 2.000 mấy không đức, 2.600 mấy gì. Cộng cộng chúng tôi mua 20 cái hồng đức vừa, tính số tiền là 53.100 đồng, một cái chuyện nhỏ. Thay vì giờ muốn liều đó, cũng mấy chục ngàn rồi mà xài có 1 năm, cái này xài được khoảng 20 năm, cái hồi nói chung cũng chưa chắc còn sống nữa. Thấy không? Rồi, làm sao cái chuyện, cái còn trên ở trong sàn nó đã lót gỗ rồi. Chỉ có cái là xịt phôn kêu công ty mà nó xịt insulation đó, nó sẽ chất phôn lại để là cái gì. Mỗi container như vậy nó cắt ba cửa, một cái cửa rất buồn và hai cửa sổ gắn máy là mới hết. Rồi, chúng ta có chỗ ở ấp. Chúng ta nhìn cái công viên của mình đó, chỗ mình đúng thiết thực đó, thì chiều dài nó là 200 feet, chiều ngang nó có 100, mà cho nên nó là chữ nhật. Nhưng mà lần này cho con lấy chiều dài cũng 200, thì chiều ngang cũng 200, hiểu chưa? Mỗi một container nó dài 40 feet, tôi cắt 5 cái container tôi nối lại với nhau thành một dải dài thì nó là 200 feet. Đông, Tây, Nam, Bắc đều có 200 feet, có phải như 200 nhân 200. Chu vi nó là 40.000 sự có feet. Hiểu chưa? Chúng tôi đâu có thể làm hết 40.000. Chúng tôi chỉ làm cái trung tâm của cái tháp đó để mà thờ Phật và để ngồi tụng kinh đó, là chúng tôi làm khoảng là 5.000, 3.600. Mỗi một chiều 60, phải chưa? Tức là chúng tôi làm khoảng 5.000 sự phân tích là đủ sức. Ở đây cái chánh điện này có 2.500 này, mà 5.000 đủ cho 500 không? Dư. Rồi, gỗ bắt, tôi có hỏi thằng Hải bây giờ gạch men loại mà nó đỏ đỏ bằng xi măng, nó bán nhiêu? Nó là đồng 19 một viên, thì 5.000 viên được con nghĩ là mới có tiêu nó tới 6.000, rẻ không? Thay vì mà làm gỗ ai tiết được đó, thì tốn 100.000 cho cái đếp 5.000 sự tâm thích. Tiền gỗ chưa có tiền trong, mà làm cái này tốn có 5-6.000, rẻ không? Rẻ. Mưa nắng có hư không? Có cần chùi rửa gì không? Không. Rồi, như vậy đó, cầu tiêu ở đâu? Tôi sẽ làm nhà tắm. Tôi dùng một cái container đó, tôi làm trong đó 5, tôi làm trong đó là 7 cái nhà cắm nữ và 3 cái nhà tắm nam, không có nhà cầu. Lý do tại sao không có nhà cầu? Có nhà cầu là phải có xác định, mà có xác định nó để là vài trăm ngàn thì nó xem đủ thứ chuyện hết, cho nên không xác định. Như vậy vô tắm có chim rửa mặt xuất miệng, nhưng không có nhà cầu để chi vậy? Thì nước ở đó đó, chúng tôi đưa ra được, tại vì nó là nước cái tắm rửa cho chảy ra không cần xác định. Và chúng ta có 10 ngày sau đó là cắt sa mạc đó, cát bụi trở về cát bụi, nước trở thành mây, phải không? Không có gì vậy. Rồi chúng tôi thê 10 cái toilet phốt thế bồ mà loại mày đấy, nhưng mà nó có nước. Cái loại phốt thế bồ mà thường mà chúng tụi con thấy tụi nó làm công tác sau đó là dơ, cái này nó có sinh có nước luôn, cho nên có thể rửa tay được. Thì 10 cái nhà cầu đó là đủ xài rồi, tắm là tắm riêng, được chưa? Đó, đó là cái đường rồi. Có 1-2 cái nhà cầu handicap rồi đó, để cho những người xe lăn chạy lên. Vậy là đủ là 8 cái nhà cầu tường, 2 cái nhà cầu handicap nhớ cho nhiều được. Rồi, phải có nước luôn. Rồi có rồi, dầu thơm rồi đầy đủ. Rồi cái gì là xác định chứ. Hả, dầu đầy xong mình thêm nó 10 ngày, nó có 3 ngày nó đầy tuổi nó lại nó hút. Mình khỏi bị vi phạm cái lực city, rồi tôi làm xong cái nước tắm. Tôi order một cái water story tem 3.000 ga lông nước, có công ty nước lại bơm vô. Tôi dùng một cái brick support, tôi bơm
xài cho coi như là 10 cái bột tóc. Cái hoa hay Israel hết bao giờ nó không chứa trong những cái bột, cái hoa tờ Hitler 100 gallon, 200 gallon gì nó chứa cái đó, nó tốn nấu hoài. Mà Israel có người vô tóc thì tự động nó nấu, mà không có người tóc thì nó không nấu. Được chưa? Là như vậy đó, là tôi đó, đâu phải người nào cũng tắm, 500 người thì chỉ có, tôi bắt là chỉ một lần đó là lúc nào cũng có 400 người tụ và 100 người là relax. Thì trong thời gian relax nó đi tắm đi, được không cái gì? Trong 2 tiếng đồng hồ, 100 người đó tha hồ tắm 10, 100 tắm được không? Đó, tôi xét ấm hết cái đó là rất là rẻ. Thay vì bước cái kia là tốt trăm ngàn nữa đó, mua nó để nhưng mà tôi tính rất là rẻ. Là tôi quyết định được như vậy là đi tới cái đúc kết là chúng ta có thể thành. Mà ngày qua lúc đó tôi thấy mà vận chuyển container nó rất là khó khăn, là nó giao tụi này á, nó không giao liền, nó nói là ngày giao cái. Một ngày cái mà thầy tôi mới nói ông phải chạy cái xe ổng tới hết trăm tiền dầu lên 4 tiếng đồng hồ, rồi nó lấy cái ổng chạy về 4 tiếng hết trăm, ở cái sạch tới trăm, thành một cái container nó cộng thêm 300 nữa rồi chết cha tôi rồi. Cho nên tôi nói hủy bỏ hồng đức coi dẹp cái bẹp, thành đánh tôi thắng ngưng lại làm cái hàng rào để chơi à. Thấy không? Đó là hàng rào làm gì tôi có cách. Tôi xin cái license là RV Trailer Story. Được không? Những người mà có xe RV đó, thấy không? Lúc đó tôi luôn tại sao lên trở làm trụ trì cái bãi đậu xe đó. Cho ông một chiếc xe rất là ngon, RV mới tinh, đúng không? Trong đó storage mình ở ngoài đó giữ thôi, đúng không? Storage ra, mỗi một xe đó là lấy 100 đồng một tháng. Mà trong đó cái bãi 10 mẫu tự động 100 chiếc xe, tháng tôi có 10.000 đô là tôi tặng. Lúc đó trả cho ông chạy xanh 2.000 đô, đủ chưa? Mỗi ngày ông đặt một cái máy camera, mỗi ngày ông tụ cho tôi cái hình tin, ông tụ tôi kiểm soát. Rồi cho ông 2.000 tháng, đủ sống không? Rồi ở nhà trong 100 cái đường, cái Ali đó ông có chuyện phá, ông ở nhà nào, mỗi nhà ông ở căn. Tôi qua tôi dẫn rồi tôi nói rất dẹp đi để sư phụ vô tính biết được chơi. Xù lẫy thôi. Cái đó là nó chút tiền. Ví dụ biết cái RV storage không? Là những nhà không có xe đó, mà vô họ đậu đó. Mình giữ cho mình ông thầy sắp tử rồi làm sao kiểm soát ông đâu. Ông rất đặt camera. Rồi thầy access vô cái cốt. Để chừng nào ông đi ông rủ con hút luôn. Ông lên thuê con mua cho ông biết luôn. Dạ. Dịu nghe nghe cái kinh là uống rượu hút thuốc mà vui vẻ không có tội cho cái chết tự đó. Rồi tôi nói quý vị là chương trình đã gần gần mãn rồi, tôi làm tới cái đồ vest thôi. Thật ra vô tôi 10 ngày đó, cái chuyện mà vệ sinh cá nhân nó quan trọng nhất là tắm. Phải không quý vị? Quan trọng nhất là tắm. Còn quần áo đừng nghĩ tới nó giặt, nó sẽ được con đem đủ đồ thôi. Ở đây đó, kêu cái con Nguyễn Liên nó đưa là một cuốn sách. Vậy đi có lên chưa? Chưa. Có cuốn sách giải làm sao mà không cần quần áo dơ sạch thì dùng một đống luôn. Nó có cái kỹ thuật đó. Còn Hồng Đức mới phát hiện. Nó có bí quyết. Phải không Hồng Đức? Hồng Đức nói nha. Cho nên á, thầy hiểu là bây giờ cô nói cho nó order cho tôi 8 cái phốt tế bộ toilet. Mà muốn 10 ngày thầy phải sơ bịch nha. Là trong đó tao cần đó là có nước luôn, có nước rửa tay luôn. Cái tụi mà nó muốn ở ngoài nó không có nước thì có nước là sơn còn tên. Vô đứng là đập lại cái chân là có nước nó rửa tay luôn, trong đó xà phòng rồi. Chúng tôi cũng không có cần đẹp đẽ gì, nó khỏi cần phát tịch rồi. Riêng mướn cho thầy 2, 10 cái thì 2 cái có hai được chất rèo. Được chưa? Rồi sư phụ là bắt đầu là sư phụ thể kéo về là có một cái container xuống nghiên cứu chỗ nào cho tốt. Để mà sư phụ đặt 10 cái nhà tắm, đặt cái restroom và cái set. Thì đặt cái restroom và cái water restroom là để mà bơm á, thì nó tốn khoảng chừng 500 đồng thôi. Rồi cái 3.000 gallon mà mua ở chỗ mà chắc to supply á, thì nó bán khoảng mấy ngàn, là chúng ta có 3.000 là 3.000 gallon nước, nó đủ không? Rồi tôi sử dụng cái instant hot water. À, tôi ném cho cái xưa khoảng 40 hay 50 vỉa tay, không có người vô tắm. Mà cái xưa đi như nó lên tới 40 là tự động nó có cái limit control, nó khách cái điện, tắt bồn. Rồi có người vô bắt đầu xài cái là nó bơm lại, cái là automatic, thấy không? Mà instant hot water, có người tắm thì nó hút, không có người tắm
nó không hút, nó không phải chứa 100 gallon, nó phải nấu hoài, nó tốn điện, nó tốn cái. Rồi coi như kế hoạch xong, chút nữa tôi phải xuống tôi vẽ, tôi làm kiến trúc sư, tôi vẽ để tôi trình lên, và coi như ngày nào thành công tôi không biết, tùy theo anh chị bên hỏi việc nào xong, quyền nào xong cho biết. Để mình á, không biết hỏi ông nhiều khi ông trả lời ông hà tiện, 10 chữ nói 2 chữ. Ông nói từ từ mà. Như bữa đó, ông nói với thầy sư phụ đó, là sáng sớm ông sẽ đi sớm, rồi Hồng Đức sẽ đón sư phụ, rồi chạy sau. Tới hồi tôi xuống máy bay rồi, Hồng Đức đón tôi 8 giờ rưỡi, tôi thấy có nhóm Liễu Nguyệt, rồi thầy Tề Nhân, rồi đâu, tôi hỏi rồi chứ. Đi chưa? Dạ giờ này ổng chưa có đi, ổng còn ngủ. Cái tôi gọi ổng hỏi bây giờ tiếp sao, ổng không trả lời. Sao cũng được. Tôi nói vậy là tôi đi trước, cái ổng nghe tôi đi trước, vậy nghe chút xíu ổng lọt lên chạy sao chạy trước tôi. Nghe tôi đi trước là ổng bảo không chạy. Thành ra hỏi chuyện nào xong thì tôi không có biết. Quý vị cứ lấy số điện thoại thầy để mình giờ hỏi. Thôi vậy thì sao? Nhưng mà tôi báo trước là tôi đã có kế hoạch rất là rẻ rồi đó, thì cô Diệu Lượng cái biết chuyện đó là rẻ nhất rồi. Dạ. Thấy không? Thì cố gắng là nó nói từ đây tới ngày các nhân viên với nhau mình được 20 còn thế này kia. Rồi tiền bạc thì mình đủ đầy đủ rồi, xong xuôi rồi, bây giờ những cái bước tiến đó là hiện giờ đó là cô Liệu Lượng cũng rất là hay, cũng kiếm được một người là trong cái dẫn mà làm ăn ở trên cái California City đó, là cái ông đó ông lại sẽ mở cửa cho tụi nó vô chứ không phải thầy Tự Minh đó. Giờ kiếp đó là các chút nữa thầy sẽ cho thầy Tự Minh order cái gì, là Hồng Đức order gạch nè, order vật liệu để làm tháp nè, order cái gì đó thì chút nữa thầy sau cái lần trơ này thầy sẽ đưa cái bản cho Hồng Đức order. Mà nhớ đó, là khi nó giao được một mớ rồi đó, giờ đưa những là khi mà lên làm là thầy Tự Minh sẽ ở trên, khi mình có vật liệu rồi mình không thể về được. Thầy nói chưa, vật liệu của mình là sau cùng hết, chờ cho tụi nó ship hết rồi trong lễ thánh nghi viên sư phụ qua đó thì có mặt sư phụ rồi bắt đầu bắt tay vào làm. Tại vì khi đó sư phụ bắt đầu, sư phụ bay qua, sư phụ yêu cầu những người volunteer trong hội lễ này, người có biết lót gạch thì lên lót gạch, người biết thợ mộc lên biết thợ mộc, người biết câu điện lên câu điện, người biết gắn nước thì sư phụ lên gắn nước. Là bây giờ sư phụ có đó thì sư phụ đạo sẽ có rất nhiều người lên làm. Yeah. Vậy thôi nè, thấy không? Còn các bác trong các người mà bà già thì lên phụ để mà chuyện lặt vặt về kia thôi nhé. Ai lên được thì lên, lúc đó thì tôi nghĩ là lúc đó sẽ có đông người trẻ lên làm để cho nó thường thường cái lon quyết trên có thánh viên là để kéo dài 4 ngày hay 5 ngày vậy đó. Rồi con nhớ là thường thường thứ năm, thấy không? Thường thường cuối tuần thường thường là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là đi 4 ngày đó. Thì 4 ngày đó tập trung làm liên tục luôn thì đó là coi như mọi sự nó sẽ ok. Rồi khi đó mà nó đáp vô hết rồi đó, thì công ty xịt phơm đó là nó xịt cái insulation cho mình khỏi có nóng lạnh. Thì bắt đầu từ đó thầy mới bắt đầu là cho các cửa sổ vào order bao nhiêu cái cửa rất một size, bao nhiêu cái cửa window là mình đồng một lọt. Sau đó khi mình cắt đó là thầy vẽ rồi, là nó có cái loại mà razor để cắt bằng điện nó cắt lẻ lắm. Một cái cửa mà trong nghề cắt chỉ 5 phút, 7 phút ra. Rồi đặt lên, rồi bắt thêm rồi này kia, rồi đi điện, đi này đi kia là tiến hành làm. Là sau khi hoàn tất hết rồi đó thì cái cuối cùng mới cho nó đưa đi deliver mấy cái toilet vô. Bắt đầu đó là ngày mai vô pháp hội là chiều nay mới đồng đầu cho cái deliver, không đi sống ở trong đó. Đó. Còn thầy phải hoàn tất cái hệ thống nước tắm rồi đầy đủ hết. Còn ăn uống ghế thì không có mua, chúng ta chỉ cần một số ghế bàn ở đây chở để mà trong khu vực nhà bếp thôi, khu vực chứa đồ ăn. À, cái việc này kia. Yeah. Ngồi tụng kinh ở đâu? Hả? Ngồi một chút. Xong cái khu vực 5000 sụp là phía chung quanh cái tháp này. Ngồi dưới đất hay ngồi trên đất? À, có thể đem bộ đồ tội cũ theo tôi không biết. Giao mọi người ra có dễ hơn, nó đỡ hơn. Mình phải mua ghế mua gì hết. Rồi mấy người lớn mình phải. Người lớn thì coi mỗi người ra cái ghế mấy bàn thì khi mỗi người khác. Ghế nó ngồi được rồi. Thì nó ngồi nó tính đi cái gì chứ được có. Ngồi ăn. Nó ngồi nó tính. Dạ. Sách lên, sách xuống. Có một người đó.
phát cho người cái ghế. Còn mấy bà này sao cho nó nhà cô TV vậy? Ngồi ghế coi nhà. Ai ngồi ghế được ở nhà. Từ khi đó ai ngồi được ghế. Đâu có đâu. Ai được thì ở nhà. Ở cho TV coi. Tham dự qua TV. Tiếc lắm á, nếu mà ngậu nhà mà coi TV là tiếc lắm á, sư phụ. Tiếc lắm á. Cái gì tưởng tượng thôi. Nghĩa là xung quanh cái khu vực đó là nó lớn hơn cái công viên của mình. Tại vì công viên mình nó 200 đô rồi 100 là có gì thế, 200 nhân trăm nó nhỏ hơn. Còn cái kia nó tới gần một mẫu vuông rồi. Mà đèn xá lên cái đó thì design hết rồi, học đức được quyền mua đèn trang trí rồi cờ xí rồi chú. Nên nó order về Tây Tạng qua rồi cái âm thanh của sức bồ mà tụng mà mở mà coi như đất trời luôn á. Ở đây mình mà không có được đó mở là trong 10 dặm còn nghe danh dạng. Nó ra là tụng kinh kiểu đó đó, tụng kinh rầm mà sạch sẽ luôn như vậy đó. Rồi quý vị thấy tới giờ lúc nào cũng có tiếng đó. Ai mà trị bệnh thì vô ngồi cái hướng mà của dược sư. Ai cũng cứu cha mẹ thì ngồi xuống là của Tiền Cư Văn Đầm. Trên Phật Đại Tôn Thắng là bốn mặt rồi, tôi có nói. Tất cả những người mà họ nói tại sao người nói Phật này kia, tôi nói không có ai gặp ông Tiền Cư Văn Đầm, không ai gặp ông Phật Đại Tôn Thắng. Nhưng mà tôi lấy cái hình đó thêm tài liệu của sư ông Kiến Châu để lại. Chứ đừng có nói, chưa có ai gặp ông Triệu Đề hết, là chưa có ai gặp mấy cái ông Phật này hết. Đừng có nói ông nào đúng, ông nào sai. Nhưng mà tôi lấy, có những người họ dịch, họ lấy từ bộ này, bộ kia. Mặt Phật Thích Ca ở Tây Tạng nó khác. Mặt Phật Chuyển Đề ở Tây Tạng nó khác. Mặt Phật Dược Sư ở Tây Tạng nó khác. Hoặc còn hết, đúng không quý vị? Cho nên tụi con đừng có nói tụi con lấy cái hình của Tây Tạng cuộc so với mình trật. Tôi chỉ lấy cái hình ảnh nào mà trong kinh của mình Thích Kiến Châu để lại đúng thì tôi lấy. Vậy thôi, đừng cần biết những cái khác. Tại vì tôi, những cái pháp môn tôi làm là lấy từ cái mật tông của sư ông để lại. Rồi hồi lớn ha. Dạ. Thì hỏi gì? Dạ cho con hỏi câu. Hỏi gì vậy tiền hả? Này anh An á, lên đỉnh núi Thiết Vi để kết tập kinh điển đó. Thì núi Thiết Vi này có phải là ở nơi địa ngục trong? Dạ, ở dưới chân núi Thiết Vi á là địa ngục, mà trên đỉnh núi là loại chư hộ pháp, chư quỷ thần. Dạ. Con nên nhớ. Dạ. Ở núi Tu Di á khác với núi Thiết Vi nha. Núi Tu Di ở chân đó là rầm, ở lưng chừng là tứ thiên dương và trên đỉnh là đau lợi. Còn núi Thiết Di á ở dưới chân là địa ngục, phải không? Ở trên lưng á là các loại thần này thần kia và trên đỉnh á là các cái loại mà hộ pháp, các thần hộ pháp. Cho nên nó ngài kết tập kinh điển cho nhiều loại đó. Cho nên có những lần đó mà kinh điển trên này mất, các ngài Long Thọ phải xuống rồng để mượn kinh, tôi có nhớ chưa? Lại kết tập cho những cái tâm trung quỷ thần hổ lên đó mà. Ngài A Nan đã chứng A La Hán rồi, nhưng mà phải nhờ thần lực có cái vị Bồ Tát, cái ngài cũng đem đưa lên đó. Đức Phật đâu phải chỉ giảng cho loài người mình không, 21 ngày đầu tiên ngài giảng cho các vị Bồ Tát chư thiên của trời Phật thiên, đúng không quý vị? Và Long Dương họ vẫn có kinh, nên họ vẫn có kết tập cái điện. Rồi con phải hiểu rộng rãi như vậy. Coi hồi nữa, nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin tạm biệt quý vị. Bởi vì tôi mất lo vấn đề bản vẽ của cái Phật Đại Tôn Thắng cho nên chiều nay không có thời tháp nào nữa. Và Hồng Đức nhớ có order cái gì không bị vô thì nhớ giao cho nó đi ly một lần luôn, đừng có chở mất công lắm. Tại vì nó chở một xe 18 bánh á, nó đỡ cho mình. Chứ mà dùng xe mình chở rất là cực.